Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 11. Tiêu Khinh Vương cũng động dung nói. Không sai, nguồn sức mạnh này nếu bồi dưỡng hơn nữa, đã vượt xa khỏi binh lính bình thường. Tuy rằng tuyệt đại đa số bọn họ vẫn là võ sĩ, nhưng ta cảm thấy cỗ sát khí trong xương kia, triển khai ra không thể kém Trấn Quốc thần vệ bình thường bao nhiêu. Lý Thuần Dương cười nói. Vân Tiêu, ngươi không phải muốn siêu thoát thế tục sao? Cái gọi là một hảo hán ba cái bang, nếu có nguồn sức mạnh này cùng chúng ta giúp ngươi, rất nhanh liền có thể thành lập một thế lực vượt qua quốc gia phổ thông. Trần Đại Sinh cũng là hai mắt sáng lên nói. Không sai, nơi này của chúng ta ít nhất tụ tập một nửa sức chiến đấu của Thiên Thủy Quốc, hơn nữa tiềm lực vô hạn. Không bằng lấy Viêm Vũ Thành làm căn cơ, phát triển thế lực của mình, cuối cùng trở thành tồn tại như Tụ Thiên Tông. Tụ Thiên Tông chính là chỗ dựa sau lưng của Hỏa Ô Đế Quốc, cũng là người khống chế Hỏa Ô Đế Quốc chân chính. Mặc dù ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng là tồn tại nổi danh, tuy rằng mọi người cảm thấy phát triển trở thành tồn tại như vậy có chút khuếch đại, nhưng ít ra có thể coi đây là mục tiêu, thành tựu một phen sự nghiệp. Ở trong mắt Lý Vân Tiêu, Tụ Thiên Tông tự nhiên không tính là gì, chỉ là mặt hàng nhị tam lưu trên Thiên Vũ Đại Lục mà thôi. Thế nhưng thành lập một thế lực của mình, đúng là để hắn hơi có chút động lòng. Tuy rằng kiếp trước mình vô đối thiên hạ, nhưng đều là độc lai độc vãng, không có bất kỳ lực lượng nào giúp đỡ mình, nhiều lần bị các thế lực lớn vây quét trọng thương. Nếu có thế lực mạnh mẽ chống đỡ, rất nhiều lúc cũng sẽ không chật vật như vậy. Đừng nhìn mình ở trên thiên địa phong vân bảng xếp hạng thứ 3, uy phong lẫm lẫm, nhưng ở trên đại lục này có rất nhiều thế lực lớn sừng sững hơn vạn năm, tùy tiện ra tay liền mấy chục người hơn trăm người vây công, xa luân chiến cũng luân chết ngươi. Cái gọi là một hảo hán ba cái bang, lúc trước ở trên hàng tuyết phong, nếu không phải Khúc Hồng Nhan sợ Thần Tiêu Cung không chịu đựng nổi tổn thất, mà phát động lực lượng toàn phái vây giết hắn. Sợ là cũng không cách nào bình yên rời đi. Hắn nhìn từng học sinh quân hoan hô nhảy nhót, trong lòng cũng hơi nổi lên ý nghĩ, những thiếu niên này đều là mười mấy tuổi, tính dẻo cực cường, hơn nữa thiên phú có thể nói là tốt nhất Thiên Thủy Quốc, nếu như có thể ở dưới sự chỉ điểm của mình, tương lai thành tựu khó có thể hạn lượng, trở thành thế lực nhất lưu của đại lục cũng không phải không thể. Đã như vậy, ta sẽ mang theo bọn họ thử một chút xem sao. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói. Trong con người có một vệt tinh mang lướt qua, nhìn về phía phương xa vô tận, dùng âm thanh chỉ có mình có thể nghe thấy nói. Ta kiếp trước phong hào là phá quân, như vậy liền lấy cho các ngươi cái tên, gọi Thiên Khu đi. Viêm Vũ Thành không hổ là thành thị phồn hoa nhất Thiên Thủy Quốc, thêm vào sắp đến Vạn Bảo Thương Hội, từ lâu đã phi thường náo nhiệt, hết thảy đường phố dồn dập giới nghiêm, lượng lớn ngoại thương chảy vào, các loại xét duyệt cũng biến thành cực kỳ nghiêm ngặt. Khách sạn lớn đã sớm chật ních. Ngay cả các loại nhà dân cũng bắt đầu dồn dập cho người ngoài ở lại. Lý Vân Tiêu đến càng gây nên náo động không nhỏ, lão thành chủ trước kia đã sớm đem ra quyến tài sản của mình chuyển hết rồi, chỉ chờ về nước dưỡng lão an hưởng tuổi già. Trong phủ thành chủ, Ngô Tử Thực đang muốn cùng Lý Vân Tiêu báo cáo các tình huống, lại bị hắn trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi liền trực tiếp nói với ta, hiện tại có bao nhiêu tiền, hàng năm có thể thu bao nhiêu tiền, hàng năm chi tiêu bao nhiêu. Cái khác ta không có hứng thú. Nếu dự định thành lập thế lực của mình, hàng đầu đương nhiên là tiền. Kiếp trước Lý Vân Tiêu đối với vật này cơ bản không có khái niệm gì, bây giờ cũng cảm nhận được áp lực, cảm thấy nuôi mấy ngàn người là một gánh nặng cực lớn. Ngô Tử Thực sững sờ, thành chủ nói tiền hắn thấy rõ nhiều, nhưng không kiêng dè chút nào như vậy vẫn là lần thứ nhất thấy. Hắn không dám thất lễ, vội vàng tính toán lên, phải biết khóa thành chủ này cùng dĩ vãng không giống. Dĩ vãng là từ nhậm liền đi. Lần này là Vũ Thành Vương, Viêm Vũ Thành là đất phong đời đời của người ta. Hàng năm thuế thu vào đại khái khoảng 300 triệu kim tệ, nộp lên quốc khố 150 triệu kim tệ, các loại chi phí trong thành gần 1 ức kim tệ, tiết kiệm sẽ khoảng 50 triệu kim tệ. Thế nhưng lần này Vạn Bảo Thương Hội tới, mấy ngày ngắn ngủi thương nhân tiến vào liền có mấy ngàn, nộp thuế tổng cộng là 120 triệu kim tệ. Hiện nay trong phủ khố còn có 150 triệu kim tệ. Hết thảy hạng mục của Viêm Vũ Thành đều qua tay hắn, rất nhanh liền nói ra tình huống đại khái. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, không vui nói. Hàng năm chỉ có hơn 50 triệu kim tệ, trừ lần này thu thuế Vạn Bảo Thương Hội, làm sao chỉ còn lại 30 triệu kim tệ. Tiền đi đâu rồi? Ngô Tử Thực cảm nhận được hắn không thích, kinh hồn bạt vía nói. Hồi bẩm Vũ Thành Vương. Hàng năm còn lại 50 triệu kim tệ,
tiền nhậm thành chủ Dư Đức Hải đại nhân hàng năm chuẩn bị về triều, đều lấy đi hơn 3.000 vạn, còn có một chút là thời điểm Dư đại nhân cáo lão về quê mang đi. Đùng! Lý Vân Tiêu đột nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói. Đây là tiền của Viêm Vũ Thành, không phải tiền của Dư Đức Hải hắn. Ngô Tử Thực cúi đầu không dám nói lời nào, nhưng trong lòng nói thầm không ngớt, này có khác nhau sao? Mỗi một giới thành chủ lúc đi, trên căn bản đều là đem tài vụ trong thành hốt hết sạch. Lần này bởi vì đến là Vũ Thành Vương, Dư Đức Hải còn cố ý lưu lại hơn 3.000 vạn kim tệ, nói là quà tặng cho Vũ Thành Vương tiền nhiệm, không nghĩ tới Vũ Thành Vương này trẻ tuổi như vậy, không dành thế sự như vậy. Phụ thân! Lý Vân Tiêu quát lên. Người mang mấy người đi thủ đô, cùng Dư Đức Hải đem tiền quay về. Phải phải! Lý Trường Phong cười ha ha, đột nhiên nhảy lên phẫn nộ quát. Dám đem tiền trên đất phong của con trai ta cuốn đi, ta nhìn hắn là không muốn sống. A, Ngô Tử Thực sợ hết hồn, Vũ Thành Vương này sao hồ đồ như vậy? Tiền lấy đi há có đạo lý quay về, người đi đòi người ta há có thể chịu cho. Hắn vội vàng nói. Vũ Thành Vương, vạn vạn không được a. Muội muội của Dư Đức Hải đại nhân này chính là quý phi của bệ hạ hiện nay, tính ra hắn vẫn là hoàng thân quốc thích. Hơn nữa cùng đông đảo nhất phẩm quan to trong triều có giao tình, phải biết hàng năm mấy chục triệu kim tệ kia không phải là cho không a. Há, đúng rồi, còn có đám người trong triều kia cũng cầm hết. Lý Vân Tiêu vung tay lên nói. Ngoại trừ Dư Đức Hải, quan to còn lại trong triều, phàm là được chỗ tốt từ Viêm Vũ Thành, toàn bộ phun ra cho ta. Ngô Tử Thực, người đem danh sách trên 10 giới thành chủ báo cho ta, cùng nhau đoạt về. Nếu đã chết rồi, tìm hậu nhân của hắn đòi. A, à, Ngô Tử Thực nhất thời hóa đá tại chỗ, này, đây cũng quá hoang đường đi. Lẽ nào Vũ Thành Vương này một điểm quan trường chi đạo cũng không hiểu? Như thế chẳng phải là đem cả triều văn võ đắc tội sạch sao? Sợ là người thành chủ này cũng làm không lâu a. Ha ha, Lý Trường Phong cười to lên, nhìn Huyền Lôi Kinh Vân Hống cười nói. Để xúc sinh này theo ta đi một chuyến, bảo đảm viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Ừm, Lý Vân Tiêu hừ nói. Nhớ rõ, lợi tức cũng phải thu về, theo lợi tức phổ thông gấp 3 tính toán. Ngươi nói cho những người này, nếu không thành thật phun ra, vậy chờ ta tự mình tới cửa đòi nợ đi. Tận lực lấy nguyên thạch làm chủ, còn kim tệ, không thể ăn không thể tu luyện, có nhiều cũng vô dụng. Được, ta đi ngay. Lý Trường Phong trực tiếp ngồi lên trên người Huyền Lôi Kinh Vân Hống, cười to nói. Đi thôi. Huyền Lôi Kinh Vân Hống mặt đầy khó chịu cùng không tình nguyện, nhưng có mệnh lệnh của Lý Vân Tiêu, nó cũng chỉ có thể rủ đầu phục tùng, trực tiếp hóa thành một tia chớp trong nháy mắt hướng về thủ đô chạy đi. Ngô Tử Thực bị khí thế cùng tốc độ của yêu thú này dọa sợ hết hồn, cả người mồ hôi lạnh tràn trề. Nhưng nghĩ đến hậu quả lần đi này của Lý Trường Phong, nhất thời nội tâm cười khổ không thôi, xem ra người thành chủ này lại lập tức phải thay đổi người mới rồi. Hiện tại ta phong ngươi làm phó thành chủ. Sau đó tất cả mọi chuyện trong thành ngươi làm chủ, ngoại trừ chuyện tiền bạc, cái khác không cần theo ta báo cáo. Thời điểm ta muốn làm chủ tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. Lý Vân Tiêu bỏ lại câu nói này xong liền rời đi, lưu lại Ngô Tử Thực hoàn toàn hóa đá đứng ngốc ở đó, đầy mặt mờ mịt cùng không biết làm thế nào. Tùy ý một hồi như thế, mình liền thành phó thành chủ. Phải biết Viêm Vũ Thành chính là thành thị chủ phú nhất Thiên Thủy Quốc, mỗi một tiểu quan viên nhận chức đều tác động đến thần kinh của quan to trong triều. Phó chức thành chủ càng là không ít quan chức tranh cướp nhiều năm, trong triều vẫn chưa tới quyết định. Vũ Thành Vương dĩ nhiên liền phong cho mình như thế. Đầu óc của Ngô Tử Thực bắt đầu có chút hoảng hốt, có cảm giác mộng ảo không chân thực. Hắn lảo đảo trở lại nằm trên giường ngủ, thầm nghĩ mình nhất định là chưa tỉnh ngủ, chờ tỉnh ngủ hết thảy đều sẽ bình thường. Lý Vân Tiêu không lo hắn nghĩ gì, ném mọi người liền hướng về nơi đấu giá. Bên người chỉ dẫn theo tỷ đệ Mộng Vũ cùng Cổ Vinh. Một là đồ đệ, một là người hầu, dễ sử dụng a, còn một là hồng nhan, nhìn đẹp mắt. Cái khác hoặc là lão sư, hoặc là lão gia tử, hắn không có hứng thú cùng những người này đi dạo phố. Giờ khắc này nhìn tiêu chí của Vạn Bảo Lâu treo lên thật cao, xác thực là Vạn Bảo Lâu kiếp trước biết đến kia. Xem ra cái tổ chức này thế lực thẩm thấu rộng rãi, vượt xa mình dự liệu. Vạn Bảo Lâu tương truyền là tổ chức giàu có nhất Thiên Vũ Đại Lục, của cải thậm chí không kém thuật luyện sư công hội. Hơn nữa trong Vạn Bảo Lâu liền mời chào lượng lớn thuật luyện sư phục vụ, các loại võ giả càng là nhiều vô số kể.
Vì lẽ đó tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng không có người dám nhòm ngó. Sư phụ, mau vào đi thôi, sững sờ ở đây làm gì? Mộng Bạch đột nhiên rục lên, thiếu niên thích nhất là náo nhiệt, hơn nữa hắn ở nơi nghèo khó sinh ra, rất ít tiếp xúc xã hội, đã không kịp đợi. Mộng Vũ cũng cực kỳ hưng phấn, cố ý thay đổi một thân trang phục mới, nhìn rất xinh đẹp, chọc người nhãn cầu. Từ khi cùng với Lý Vân Tiêu, Tần Nguyệt hướng về hai tỷ đệ bắt chuyện tỉ mỉ chu đáo, hơn nữa vì làm vui lòng, các loại trang phục, châu báu cùng son phấn mới nhất đưa tới cuồn cuộn không ngừng, so với phi tần trong hoàng cung còn muốn ưu tiên. Hai tỷ đệ ban đầu còn có chút không thích ứng, sau đó liền thoải mái tiếp nhận. Đồng thời cũng rõ ràng đây là địa vị cùng phân lượng của Lý Vân Tiêu mang đến phúc lợi cho bọn họ, càng thêm coi trọng thực lực bản thân, bây giờ hai tỷ đệ đã là ngũ tinh võ sĩ, Mộng Bạch càng là đạt đến đỉnh cao. May là Lý Vân Tiêu ánh sáng quá thịnh, vì lẽ đó không người chú ý hai tỷ đệ bọn họ, bằng không cũng sẽ ngạc nhiên không thôi. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, lúc này mới mang theo chúng nhân đi vào, thương hội chiếm cứ mấy con đường chính trọng yếu trong Viêm Vũ Thành, đã sớm là người ta tấp nập, người đến từ Hỏa Ô Đế Quốc cùng Vương Quốc phụ thuộc khác, tất cả đều tụ tập ở đây, các loại âm thanh cò kè mặc cả không dứt bên tai. Tỷ muội Mộng Vũ xem mà hoa mắt, bọn họ khi nào gặp nhiều đồ vật như vậy. Tuy rằng Cổ Vinh cũng từng tham gia mấy lần vạn bảo thương hội, nhưng hứng thú rất lớn, không ngừng đánh giá bốn phía. Chung quanh tiếng người huyên náo, không ít hàng thương đều là lâm thời bày bán, còn có càng nhiều là không có chỗ, trực tiếp ở trên đất trải một tấm da thú, chỉ đơn giản như vậy mở bán. Sư phụ, nơi này thật là nhiều người, chúng ta vào xem. Mộng Bạch nhảy lên chỉ vào một cửa hàng, bên ngoài vây quanh vài vòng người. Cũng không biết bán vật gì dẫn tới nhiều người vây xem như vậy. Hắn vóc người nhỏ, lập tức liền chen vào, xem không thấy bóng người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong cửa hàng là một ông lão râu dê thấp bé, đang cười híp mắt cùng mọi người giảng giải. Trên bàn bày ra một bồn chứa thủy tinh, bên trong dựng một quả trứng lớn, ở dưới bồn chứa thủy tinh chiếu rọi, phát sinh hào quang năm màu, rất đẹp đẽ. Trứng yêu thú. Cổ Vinh giật mình nói, vật này là thứ hiếm có, coi như nắm đi tham gia đấu giá cũng không quá đáng, không nghĩ tới tùy ý bán như vậy. Mộng Vũ si mê nhìn, một bộ khát vọng. Màu trứng thật là đẹp a, không biết bên trong là yêu thú nào. Lý Vân Tiêu không nhịn được cười nói, chỉ là trứng yêu thú phổ thông màu trắng, nhìn qua màu sắc rực rỡ, hoàn toàn là tác dụng của bồn chứa thủy tinh. Người xem bên cạnh nói rõ, là cấp 2 liệt phong độc dứu. Ồ, độc dứu. Lý Vân Tiêu hơi sững sờ, lẩm bẩm lên. Cái trứng cấp 2 này tuy rằng hơi yếu ớt, nhưng dù sao cũng là trứng độc dứu, đem luộc cho Mộng Bạch ăn, hẳn là có bổ ích lớn. Cổ Vinh cười khổ. Vân Thiếu, ngươi sẽ không thật sự muốn mua lại luộc ăn chứ? Muốn ăn trứng yêu thú giá trị liên thành, phỏng trừng cũng chỉ có Vân Thiếu làm được a. Ân. Lý Vân Tiêu hơi gật đầu một cái. Cổ Vinh lập tức giúp hắn chen ra một con đường, đi vào. Chỉ thấy bên cạnh trứng độc dứu dựng một khối ngọc bài, mặt trên viết trứng liệt phong độc dứu cấp 2, chu kỳ trưởng thành 5 năm, sau khi trưởng thành, sức chiến đấu chân thực của liệt phong độc dứu có thể so với đại vũ sư, là bầu bạn tốt nhất cho lữ hành, giết người cướp của. Ông chủ, chúng ta biết trứng yêu thú này quý giá, không cần nói nhiều. Nhưng một vạn trung phẩm nguyên thạch, không khỏi quá dọa người đi. Tiện nghi chút chứ. Một tên võ giả vẻ mặt cay đắng, nhưng trong mắt cuồng nhiệt không giảm chút nào. Bớt! Sơn Dương Hồ Tử trợn mắt nói. Đã giảm nhiều rồi, người đây là muốn ta tan xương nát thịt bán cho người à? Nếu không phải cần tiền gấp, người cho rằng một vạn trung phẩm nguyên thạch có thể mua một viên trứng yêu thú cấp 2 sao? Hơn nữa là trứng độc dứu cường hãn nhất, nằm mơ đi! Sơn Dương Hồ Tử thở dài nói. Ai, nói thật, cái trứng này chúng ta đã thiệt vốn liếng. Không thể bớt nữa, kỳ thực chủ yếu cũng là vì hấp dẫn nhân khí. Mọi người không ngại đến trong cửa hàng nhìn, coi có thứ cần hay không. Trong đám người không có ai động, hiển nhiên hắn nói những vật khác một chút hứng thú cũng không có, tất cả đều nhìn chằm chằm trứng yêu thú, mặc dù mình mua không nổi, chí ít cũng có thể nhìn a. Sắc mặt người võ giả kia hiện ra không muốn cùng thịt đau, hắn cùng mấy người còn lại liếc mắt nhìn nhau, lập tức lui ra một chút, thấp giọng thương lượng. Người còn lại cũng nghị luận sôi nổi, nhìn xem trò vui. Rất nhanh, người võ giả kia lại chen vào,
tựa hồ hạ quyết tâm nói. Ông chủ, trứng này ta mua, thế nhưng trong này đến cùng có phải là liệt phong độc dú cấp 2 hay không, ngươi phải cho chúng ta một chứng minh, bằng không mua về không phải độc dú hoặc là trứng chết, vậy chúng ta liền mất hết vốn liếng. Sơn Dương Hồ Tử chỉ vào mấy cái nhãn hiệu bên cạnh nói. Trợn to con mắt của ngươi nhìn rõ ràng, đây chính là Vạn Bảo Lâu ban phát nhãn hiệu 7 ngày không có lý do trả hàng, còn có nhãn hiệu bảo đảm thương phẩm tín dụng, nếu chúng ta dám bán hàng giả, không muốn sống sao. Vạn Bảo Lâu có thể nói quy củ như sắt, nếu có người dám công nhiên trái với quy định, coi như là hoàng thân quốc thích của Hỏa Ô Đế Quốc, cũng trừng trị không tha, vì vậy không người dám ở dưới Vạn Bảo Lâu dám sát dở trò bịp bợm. Người võ giả kia mới từ trong giới chỉ móc ra một túi đựng đồ, đang chuẩn bị ném qua. Âm thanh của Cổ Vinh đột nhiên nói. Này mặc dù là một quả trứng yêu thú thật, cũng là trứng liệt phong độc dữ cấp 2, nhưng sinh cơ càng ngày càng yếu. Sợ là không qua một tháng sẽ thành một viên chết trứng. Sơn Dương Hồ Tử mặt mày hớn hở đang muốn tiếp nhận túi chứa đồ, lại thấy đối phương đột nhiên sững sờ, lập tức cầm lấy túi chứa đồ thu về. Người võ giả kia đột nhiên đem túi chứa đồ thu hồi trong lòng, cẩn thận che chở, trợn to tròng mắt lớn tiếng quát. Cái gì, một quả trứng sắp chết? Trong mắt Sơn Dương Hồ Tử lóe ra một tia kinh hoàng, khuôn mặt lập tức hiện ra vẻ giận dữ, ánh mắt ở trong đám người đảo qua. Quát to. Ai, là ai nói bậy, đứng ra cho lão tử. Bạch, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Cổ Vinh, hắn cười lạnh, hướng về trước đi mấy bước, xem thường nhìn quả trứng màu này, cười lạnh nói. Ta nói, có bản lĩnh ngươi ở trước mặt mọi người đem quả trứng này từ bên bồn chứa thủy tinh lấy ra, mặt trên tất nhiên bắt đầu hiện lên lục ban, vì lẽ đó ngươi mới phí hết tâm tư lấy bồn chứa thủy tinh, làm ra vẻ năm màu che đậy mọi người. Sơn Dương Hồ Tử biến sắc, hơi hơi trắng bệch, Cổ Vinh nói hoàn toàn chính xác, trong tay hắn chảy ra mồ hôi lạnh, cả giận nói. Không hiểu liền cút cho ta, lại quấy rối nói bậy, đừng trách ta không khách khí. Hừ, nguyên bản nội tâm của Cổ Vinh cũng không chắc chắn, là Lý Vân Tiêu truyền âm để hắn nói như thế, bây giờ nhìn vẻ mặt tên lão bản kia, tự nhiên biết chính xác không thể nghi ngờ, hắn đột nhiên lật bàn tay một cái. Một viên huy chương thuật luyện sư cấp 2 xuất hiện ở trong lòng bàn tay, cười lạnh nói. Ta chính là thuật luyện sư cấp 2, chẳng lẽ ngươi hoài nghi thực lực cùng tín dự của ta? Cái gì, dĩ nhiên là thuật luyện sư cấp 2. Qua, thuật luyện sư cấp 2 thật trẻ tuổi a, chẳng trách chuyên nghiệp như vậy, liếc mắt là đã nhìn ra có vấn đề. Hừ, ta đã nói rồi, trứng yêu thú vạn kim khó cầu, làm sao có khả năng tùy tiện bày bán, may mà ta không bị lừa. Thiết, ngươi là không có tiền đi, mới vừa rồi còn nói muốn bán nhà bán lão bà mua. Sơn Dương Hồ Tử choáng tại chỗ, nhìn huy chương thuật luyện sư cấp 2 hàng thật đúng giá kia, mồ hôi lạnh từ trên người lăn xuống. Người võ giả kia càng là trong tay lóe lên, thu hồi túi chứa đồ cất nguyên thạch, phẫn nộ quát. Ngươi quá xấu bụng, đây chính là huynh đệ chúng ta nhiều năm qua liều sống liều chết tích chữ, suýt chút nữa bị tên khốn ngươi lấy sạch. Sơn Dương Hồ Tử bị tiếng nói của hắn chấn động nhảy một cái, vội vàng run cầm cập nói. Ta cũng không biết là trứng sắp chết a. Hắn nhìn chung quanh tất cả đều là âm thanh khiển trách, chỉ trỏ trỏ, vội vàng đẩy mở mọi người nói. Đều đi ra, không bán, không bán. Thiết, mọi người đều biểu hiện khinh bỉ, rất nhanh giải tán. Người võ giả kia hướng Cổ Vinh nói thiên ân vạn tạ, Cổ Vinh một mặt chính khí nói. Không có chuyện gì, chọc thủng tên lừa đảo, giữ gìn chính nghĩa, chính là việc mà thuật luyện sư chúng ta nên làm. Cổ Vinh đại sư, người quá giỏi a. Mộng Bạch một mặt khâm phục nói. Mau nói cho ta biết, ngươi là làm sao thấy được. Trên mặt Cổ Vinh lộ ra vẻ đắc ý, hừ nói. Chút lòng thành. Tên Sơn Dương Hồ Tử kia cúi đầu, vội vàng thu đồ vật, ngày thứ nhất liền bị người vạch trần, Vạn Bảo Thương Hội lần này là không ở lại được. Cổ Vinh thân là thuật luyện sư cấp 2, hắn cũng không dám đắc tội, không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo. Ông chủ, trứng độc dữ này còn bán không? Sơn Dương Hồ Tử sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn Lý Vân Tiêu vài lần, cau mày nói. Ngươi biết đây là một quả trứng sắp chết, còn muốn mua? Lý Vân Tiêu cười ha ha nói. Mỗi người có nhu cầu riêng, ta đang cần một quả trứng như vậy. À, còn có chuyện như vậy. Sơn Dương Hồ Tử sững sờ, lập tức mừng lớn nói. Bán,
bán, ha ha, như vậy đi, mặc dù là sắp chết, nhưng ít ra hiện tại không chết, làm sao cũng phải 5.000 trung phẩm nguyên thạch mới được. 5.000 trung phẩm, không được, hạ phẩm. Cái gì? Sơn Dương Hồ Tử kêu quái dị nói. Hạ phẩm, mới bằng 50 trung phẩm, ngươi quá hắc a. Ta hắc, vậy ngươi liền giữ lại một tháng sau luộc ăn đi. Đừng, đừng đi a. Như vậy đi, 1.000 trung phẩm, không, không 500, 200, đừng đi a. 100 trung phẩm nguyên thạch, bán hay là không bán? Ngạch, được rồi, coi như ta xui xẻo. Thực sự là mất hết vốn gốc a. Sơn Dương Hồ Tử cân nhắc vài giây, liền trực tiếp đồng ý. Dù sao trứng yêu thú này thời gian vừa hết, liền thật chỉ có tự mình ăn. Coi như lại đi lừa gạt, nhưng người có thể mua được trứng yêu thú, mình cũng không có nhiều mệnh đi lừa gạt như vậy a. Lý Vân Tiêu thoải mái trả tiền, liền đem trứng yêu thú kia thu vào giới chỉ, đối với mấy người cười nói. Đi thôi. Cổ Vinh cũng vui cười hớn hở. Vâng, Vân Thiếu, đi thôi Mộng Bạch. Bốn người tiền tiền hậu hậu đi tới những gian hàng khác, lưu lại Sơn Dương Hồ Tử một mặt dại ra đứng ở đó, con ngươi hoàn toàn lồi ra, phát điên nói. Trời à, bọn họ là một nhóm, ta thật thảm a. Ha ha, Vân Thiếu, ngươi thật là tuyệt, lập tức liền từ 10.000 biến thành 100. Cha cha, lão bản nào gặp ngươi thật là xui xẻo a. Ha ha, chủ yếu là cái trứng này xác thực là đồ vật sắp chết, vốn là không đáng nhiều tiền như vậy. A, hóa ra là sư phụ đang dở trò quỷ, mua trứng sắp chết làm chi? Cho ngươi ăn. Hả? Lý Vân Tiêu lấy ra trứng độc dứu, nhét vào trong tay Mộng Bạch, nghiêm túc nói. Tuy rằng liệt phong độc dứu cấp 2 này sức chiến đấu không mạnh, nhưng trong cơ thể nó ẩn chứa độc tố lại làm người đau đầu. Hiện tại vẫn là thuộc tính ôn hòa, sau khi ngươi trở về luộc nó ăn đi, đối với thực lực của ngươi có giúp đỡ cực lớn. Mộng Bạch mắt choáng váng nói. Thật, đúng là ăn, cho ta ăn. Một quả trứng lớn như vậy, ta phải ăn bao lâu a? Một lần ăn xong, như vậy mới có thể hấp thu đầy đủ. Mộng Vũ sờ sờ đầu Mộng Bạch, ra lệnh. Vân Thiếu nói cái gì chính là cái đó, hắn là muốn tốt cho ngươi. Ai, nếu có thể có một quả trứng yêu thú thì tốt biết bao a. Tốt nhất là ấp ra tiểu bảo bảo đáng yêu. Thân thể Lý Vân Tiêu dừng lại, nhìn Mộng Vũ khẽ mỉm cười, trong tay tựa như ảo thuật làm ra một quả trứng yêu thú càng lớn hơn, đưa cho nàng nói. Cái này là thứ tốt hàng thật đúng giá, ngươi lấy đi thử xem. Mộng Vũ sợ hết hồn, cả kinh nói. Này, Vân Thiếu ngươi cho ta. Là trứng yêu thú nào? Lý Vân Tiêu cười hắc hắc nói. Nói chung là thứ tốt, ngươi về thử một chút thì biết. Đến thời điểm ta lại truyền cho ngươi một bộ nô thú thuật, ngươi đem đồ vật trong trứng thuần hóa, trong phạm vi hỏa ô đế quốc, cũng có thể nghênh ngang mà đi rồi. Trứng yêu thú này là ở trong giới chỉ của Hứa Bình Hồng tìm tới, Hứa Bình Hồng thân là khống thú sư, tự nhiên có không ít thứ tốt. Nhưng thời điểm Lý Vân Tiêu nhìn thấy quả trứng này vẫn lấy làm kinh hãi. Coi là bảo bối giữ lại. Oa, lợi hại như thế. Sư phụ ta cũng muốn. Trong mắt Mộng Bạch toàn là ánh sao, nhìn chằm chằm quả trứng kia như muốn chảy ra nước miếng. Không phải cho ngươi một quả rồi sao? Ngươi còn hiềm không đủ ăn. Lý Vân Tiêu liếc hắn một chút, đối với Mộng Vũ nói. Nhanh nhận lấy đi, nơi này người đến người đi, đều nhìn đây này. Trong lòng Mộng Vũ ấm áp, trên mặt hơi nổi lên một tầng đỏ ửng. Nhẹ ân một tiếng liền đem trứng thu vào. Nghĩ thầm thứ quý trọng như thế, hắn ngay cả cân nhắc cũng không cân nhắc liền đưa cho ta, hắn đối với ta thật tốt. Này, ngươi thấy không, vừa nãy tiểu tử kia thật giống như lấy ra hai quả trứng yêu thú a. Ta cũng nhìn thấy, còn tưởng rằng là ảo giác. Ngoá, tiểu tử này là người nào, thật sự có tiền a. Không biết, nhìn dáng dấp là vì tán gái không tiếc tiền vốn a. Tán con mẹ ngươi a. Nữ nhân nào đáng giá hai quả trứng yêu thú? Có một quả là có thể chơi mỹ nữ khắp thiên hạ. Cũng đúng, xem ra thật là một bại gia tử. Bên cạnh âm thanh nghị luận dồn dập truyền vào trong tai mấy người, Mộng Vũ e thẹn đến tột đỉnh, ngay cả cổ cũng đỏ chót một mảnh. Mộng Bạch nhất thời đưa tay sờ lên trán Mộng Vũ, ngạc nhiên nói. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi nóng như thế, có phải là bị sốt? Trong mắt Mộng Vũ tuôn ra lửa giận. Trực tiếp đập Mộng Bạch xuống đất, làm nát mấy khối gạch xanh. Cổ Vinh cẩn thận một chút nói. Vân Thiếu, đi nhanh lên đi. Chỗ này nhiều người mắt tạp,
cái gọi là tài không lộ ra ngoài, sợ là đã bị không ít người nhìn chằm chằm. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười nói. Không có chuyện gì, nếu như có người thật không có mắt, liền để hắn vĩnh viễn an nghỉ tại Thiên Thủy Quốc này đi. Bốn người đối với xung quanh nghị luận ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục ở trong thương hội du lãm. Rất nhanh, một quán nhỏ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ông chủ, trái cây này bán thế nào? Lý Vân Tiêu chỉ vào hoa quả tươi màu đỏ trên thảm, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Ngồi trước sạp hàng là một hán tử tráng kiệt, thần thức đảo qua, dĩ nhiên cũng có tu vi một tinh võ sư. Hán tử kia trong mắt sáng ngời, trầm tư nửa ngày mới nói. 5.000 hạ phẩm nguyên thạch. 5.000 hạ phẩm nguyên thạch, sao ngươi không đi cướp a? Tùy tiện một quả giải, nhiều lắm là ăn giải khát, ngươi lại muốn bán 5.000. Mộng Bạch đầu tiên liền gọi lên, loại trái cây này tuy rằng hắn không biết, nhưng liếc mắt liền nhìn ra là đặc sản trong núi. Hán tử kia sững sờ, lập tức cả giận nói. Ngươi biết cái gì, đây là linh quả. Thiết, thiếu gia ta là trong núi lớn lên, ăn quả dại so với ngươi ăn cơm còn nhiều, còn nói linh quả. Mộng Bạch khinh thường nói. Sư phụ, chớ bị hắn lừa. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhìn đại hán kia nói. Ngươi nhận ra trái cây kia, nó tên là gì? Đại hán sững sờ, lập tức lắc đầu nói. Ta không biết, có điều ta có thể khẳng định nó là linh quả. Bởi vì ta tận mắt thấy một thanh lân mãng cấp 3 cùng một con huyết văn hổ cấp 3 vì nó tranh lưỡng bại câu thương. Mở giá 5.000 hạ phẩm nguyên thạch, cũng là bởi vì ta không biết trái cây kia. Nhưng ta tin tưởng giá trị chân thực của nó không chỉ vậy. Lý Vân Tiêu mí mắt giật lên, trong con ngươi xẹt qua một chút ánh sáng, mừng lớn nói. Huyết văn hổ, nếu hai con yêu thú tranh lưỡng bại câu thương, trái cây kia ngươi cũng được, đừng nói với ta hai con yêu thú này ngươi bỏ qua a. Đại hán trong nháy mắt biến sắc, bắt đầu nhìn chung quanh một chút, vạn phần cảnh giác lên, trầm giọng nói. Ngươi muốn cái gì? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Chớ sốt sắng, thi thể yêu thú cấp 3 xác thực là bảo bối, nhưng ta còn không lọt mắt. Huyết văn hổ cùng trái cây này, tổng cộng bao nhiêu tiền, ta mua? Sắc mặt đại hán nhất thời lộ ra vẻ do dự. Hắn được thi thể hai con yêu thú cấp 3, vẫn luôn không dám lộ ra. Dù sao thực lực của mình quá thấp, rất sợ mang ngọc mắc tội. Vốn định thừa dịp vạn bảo đại hội lần này lén lút bán đấu giá, không nghĩ tới nói lỡ miệng. Lý Vân Tiêu cười nói. Cho một cái giá đi, ngươi quá mức căng thẳng, nơi này là vạn bảo thương hội, không ai dám động thủ. Đại hán xem thường miệt thị nhìn hắn một chút, lạnh lùng nói. Ngươi biết cái gì, nơi này là không ai dám động thủ. Nhưng ngươi biết trong này người đến người đi có bao nhiêu cái còi sao? Nếu nhìn thấy trên người ngươi tài vật nhiều, đồng thời thực lực thấp kém, hừ hừ, sợ là không có mạng đi ra Thiên Thủy Quốc này. Cái còi. Lý Vân Tiêu cũng phát hiện rất nhiều ánh mắt lợi hại, đại khái chính là cái còi kia đi. Đại hán trầm giọng nói. Muốn huyết văn hổ nha cũng được, nhưng huyết văn hổ này không mở ra bán, toàn bộ 5.000 trung phẩm nguyên thạch, không trả giá. Vô danh quả này coi như tặng phẩm. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Ta xem trước răng thú có bị hư hỏng hay không một chút. Một con yêu thú ba con bán 5.000 trung phẩm nguyên thạch nói mắc không mắc, nói tiện nghi cũng không rẻ. Huyết văn hổ đáng giá tiền nhất chính là răng nanh cùng da hổ, thứ yếu là hổ huyết, những địa phương khác là vật liệu phổ thông. Nếu răng nanh cùng da hổ bị hao tổn, giá cả sẽ giảm rất nhiều. Đại hán nói. Nha hoàn hảo không chút tổn hại, ra bởi vì cùng thanh lân xà giao đấu, nên có một ít tổn hại. Được. Lý Vân Tiêu một cái đáp ứng, lấy ra 5.000 trung phẩm nguyên thạch đưa tới. Trong mắt đại hán kia vui vẻ, vội vàng đem thần thức dò vào trong túi chứa đồ, nhất thời vui mừng lấy ra một cái túi đựng đồ khác vứt cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn, liền gật đầu, đồng thời thu hồi trái cây trên đất kia, không lưu luyến rời đi. Đại hán nhìn chằm chằm bóng lưng bốn người một hồi, vội vàng đem sạp hàng trên mặt đất cất đi, dự định chuyển sang nơi khác bán. Cổ Vinh nhẹ giọng nói. Vân thiếu, tựa hồ có rất nhiều cái còi vẫn nhìn chằm chằm chúng ta. Phỏng chừng là chứng yêu thú kia làm người đỏ mắt. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Đừng động những người này, muốn chết muốn sống do chính bọn hắn. Thời điểm đang đi dạo, đột nhiên Mộng Bạch kéo Lý Vân Tiêu, cả kinh kêu lên. Sư phụ, người xem bên kia, này không phải Trần Chân cùng Hàn Bách sao?
thật giống như cùng người nổi lên xung đột. Phía trước một con phố khác, đang xúm lại một đám người. Ở trước một quầy hàng, Trần Chân cùng Hàn Bách bị một đám người vây nhốt, tựa hồ tâm tình đều dị thường kích động, dáng vẻ thật giống muốn ra tay đánh nhau. Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, nhanh chân tiến lên quát. Làm cái gì vậy? Vân Thiếu! Trần Chân cùng Hàn Bách đại hỉ, thật giống như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, dồn dập hô. Trần Chân trực tiếp phá tan đám người xúm lại, vào tới trước mặt Lý Vân Tiêu cướp lời nói. Vân Thiếu, chúng ta tìm tới Bách Tú Uẩn Văn Lộ, những người này lại đột nhiên vào tới, nói bọn họ muốn, thực sự là khinh người quá đáng. Lý Vân Tiêu vừa nghe, nhất thời hiểu được. Bách Tú Uẩn Văn Lộ đâu? Đây là chủ tài luyện chế lục dương hàng lộ kim đan, kế mông còn chờ cứu mạng đây này, lại không nói là bọn họ trước tiên nhìn thấy, coi như là đối phương tới trước, lần này cũng phải phun ra. Hàn Bách tức giận chỉ vào một tên nam tử của đối phương nói. Bị hắn xuất thủ cướp đi. Trung niên nam tử kia cười gằn, ngạo nghễ nói. Ai trước tiên bắt được chính là của người đó, các ngươi đừng không thức thời, cút xa một chút cho ta. Ngươi lại dùng ngón tay chỉ ta một hồi, ngày hôm nay liền đem ngón tay của ngươi cắt hết. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu quét qua, nhóm người này hiển nhiên cũng là lệ thuộc vào thế lực nào đó. Tên nam tử cầm đầu kia bản thân chỉ có tu vi cửu tinh võ sư, nhưng những hộ vệ xung quanh còn có một tên vũ quân cùng hai tên đại vũ sư. Lão bản sạp hàng kia nơm nớp lo sợ đi ra, đối với trung niên nam tử này run cầm cập nói. Khách, khách quan, ngươi cầm hàng còn chưa trả tiền. Ánh mắt trung niên kia phát lạnh, sát khí dâng lên, cả giận nói. Ngươi đây là ý gì? Ngươi nói ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ bản công tử còn có thể nợ ngươi? Cút sang một bên cho ta. Này, chuyện này. Lão bản sạp hàng kia một mặt lo lắng, đây chính là trấn điếm chi bảo của hắn, chỉ có vật này là đáng giá tiền nhất. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói. Bao nhiêu tiền? Lão bản sạp hàng kia duỗi ra hai ngón tay. 200 trung phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu lấy ra 200 trung phẩm nguyên thạch đưa cho hắn. Ta mua. Cảm tạ. Nhưng đồ vật. Lão bản sạp hàng kia vô cùng cảm kích cúi người nói, lại có vẻ hơi lo lắng cùng ngại ngùng, dù sao đồ vật đã không ở trên tay mình. Không có chuyện gì, tự ta tới lấy. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, trên mặt ý cười không giảm nhìn trung niên nam tử kia nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn đem ngón tay của huynh đệ ta tước sạch. Ánh mắt nam tử trung niên kia chìm xuống, cười gằn nói. Làm sao? Không phục. Ngươi có biết thực lực cùng bối cảnh của chúng ta không? Thông minh liền dẫn mấy tên kia cút đi, bằng không. Lý Vân Tiêu thiếu kiên nhẫn trực tiếp ngắt lời nói. Được rồi, ta biết rồi. Chân phải cẩu hắn hơi cong, đột nhiên ở trên đất giẫm một cái, cả người nhất thời hóa thành đạo đạo tàn ảnh, chờ thời điểm mọi người thấy rõ, đã vọt tới trước người nam tử trung niên, xuân thủy kiếm ánh kiếm như nước, nhất thời một vệt ánh sáng màu máu bắn ra. Nhanh, thật nhanh. Tất cả mọi người đều là trong lòng cả kinh, trung niên nam tử kia càng là hít vào ngụm khí lạnh, vội vàng lùi về sau vài bước, chỉ vào trên đất, ngơ ngác thất thanh nói. Huyết ở đâu vậy? Nam tử trung niên này kêu thảm một tiếng, lúc này hắn mới phát hiện ngón tay của một bàn tay đã bị cắt đứt, thành một bàn tay chọc lốc. Dám tổn thương công tử, muốn chết. Một tên đại vũ sư bên cạnh hắn nhất thời nổi giận, chủ nhân bị thương. Mình trở lại cũng trốn không khỏi trách nhiệm, giận dữ vọt lên, một thanh chiến đao đột nhiên ra tay, nhắm vào đầu lâu của Lý Vân Tiêu chém xuống. Tổn thương công tử, mặc kệ người trước mắt này bối cảnh gì, tất nhiên chỉ có một con đường chết, mình lấy tính mệnh của hắn lập công lại nói. Tư, ánh kiếm như nước, một tiếng gió nhẹ vang lên, đại vũ sư kia chỉ cảm thấy mình hoa mắt, trên cổ không ngừng bắn mạnh ra lượng lớn máu tươi. Tiếp theo trên lồng ngực cảm giác đau nhói. Cả người liền trực tiếp bay trở lại, bắn vào trong đám người, nhìn đám người sợ hãi tứ tán ra, ý thức dần dần tiêu tan. Giết người rồi. Người bốn phía vừa nhìn, nhất thời hoảng loạn cả lên, dồn dập kêu to chạy đi. Lập tức hàng quán quanh thân dồn dập cuốn hàng chạy trốn, ở rất xa nhìn không dám lại gần. Muốn thương tổn huynh đệ ta, bất kể là ai, đều phải chết. Lý Vân Tiêu phảng phất như sát thần giáng thế. Trong đôi mắt bắn mạnh ra sát khí ác liệt, một kiếm trong tay, như quân lâm thiên hạ. Năm đó vì cứu huynh đệ, hắn một người một kiếm, giết hết 8.000 dặm của vô tận Đông Hải,
toàn bộ mặt biển một trường máu me, vô số hải tộc cường giả vẫn lạc ở trong tay hắn. Ngày đó Tần Như Tuyết ở trước mắt hắn bị người cướp đi, đã sâu sắc xúc động vảy ngược của hắn, loại cảm giác vô lực cùng tâm tình tự trách kia mấy ngày qua vẫn ngột ngạt ở đáy lòng, hiện tại rốt cục bạo phát ra. Mấy người các ngươi toàn bộ lui ra. Ngoại trừ hắn là tam tinh võ sư ra, đám người Cổ Vinh tất cả đều là võ sĩ, hoàn toàn không giúp được gì. Lý Vân Tiêu hét lớn đón nhận các võ giả lao tới, tất cả đều là võ sư, nhưng không ai có thể ở trong tay hắn đi qua một chiêu, tất cả đều là một chiêu cắt yết hầu, chết thảm tại chỗ. Chi! Tình cảnh như vậy, nhất thời sợ đến những võ sư kia hai chân như nhũn ra, căn bản không dám lên đến. Tiểu tử, lần này dù là ai cũng cứu không được ngươi. Phú quân cường giả bên cạnh trung niên nam tử kia rốt cục ra tay, mặt âm trầm vỗ tới một trường. Võ sư bốn phía dồn dập bị trường phong này chấn động đến mức bay ra ngoài, trường lực của hắn ở trên không trung ngưng tụ không tan, trực tiếp hóa thành một bàn tay lớn màu xanh lục, đem bốn phương tám hướng xung quanh Lý Vân Tiêu bao phủ, lâm không đập xuống. Hồng thống lĩnh, còn không ra, muốn đợi ta chết đúng không? Lý Vân Tiêu lạnh lùng hét lớn một tiếng. Nếu ta chết rồi, ngươi chờ bị lột ra đánh cốt đi. Lúc này một bóng người ẩn giấu ở bốn phía đột nhiên hơi động, nhanh như chớp giật phi thân tới, nhẹ nhàng rơi vào trước mặt Lý Vân Tiêu, tương tự đánh ra một trường, hai nguồn sức mạnh va chạm, trực tiếp đánh tan trường lực màu xanh lục của đối phương. Người này là Viêm Vũ Thành thành đại đội thống lĩnh Hồng Binh, thời điểm Lý Vân Tiêu tiến vào Viêm Vũ Thành đã gặp mặt một lần, sau khi mấy người Lý Vân Tiêu đơn độc đi tham gia thương hội, hắn sợ sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao trong thương hội thế lực phức tạp khó phân, vì lẽ đó trong bóng tối lén lút đi theo, không nghĩ tới thật sự có người sẽ xuất thủ. Giờ khắc này, vẻ mặt hắn khiếp sợ, thực sự không hiểu Lý Vân Tiêu là làm sao phát hiện mình. Chi! Phú quân này bị một trưởng vỗ tan, chấn động đến mức lùi mấy bước, hiển nhiên thực lực của Hồng Binh ở trên hắn, nhất thời tức giận nói. Ngươi là ai? Có biết công tử nhà ta là người nào không? Dám quản việc không đâu? Hồng Binh lãnh đạm nói, Viêm Vũ Thành thành đại đội thống lĩnh Hồng Binh, ta không quan tâm các ngươi là người nào, nơi này là địa bàn của Viêm Vũ Thành, ta phải quản. Được, tiểu tử này tổn thương công tử nhà ta, còn giết hộ vệ của công tử nhà ta, lại nên làm như thế nào? Ồ, có chuyện này sao, ta vừa đến chỉ nhìn thấy ngươi động thủ đánh hắn, nếu như thật có chuyện này, ta tự nhiên sẽ điều tra rõ. Phú quân kia giận dữ, quát lên. Thi thể còn nằm trên đất, chẳng lẽ là bọn họ tự sát sao? Nam tử trung niên kia ở dưới hộ vệ giúp đỡ, cuối cùng đem máu tươi trên tay cùng đau đớn ngừng lại, nổi giận xông lên quát. Ngươi một thống lĩnh tính là thứ gì, coi như quốc vương của Thiên Thủy Quốc thấy ta cũng phải nể tình, hiện tại lập tức để thành chủ của các ngươi tới gặp ta. Ngươi có biết ta là người phương nào không? Người thừa kế của Hỏa Ô Đế Quốc Huỳnh Dương gia Huỳnh Dương Kiệt. Ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì? Hóa ra là đồ vật chưa từng nghe nói. Hồng Binh ngươi ngăn cản vũ quân kia, ta trước giết sạch bọn họ, lần này giết không cần lo lắng. Âm thanh của Lý Vân Tiêu hạ xuống, cả người liền hóa thành một ánh kiếm xông lên, nhất thời lại có một tên võ sư trực tiếp đẫm máu ở dưới kiếm của hắn. Huỳnh Dương Kiệt suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn vốn tưởng rằng báo ra thế ra bản thân, đối phương nhất định sẽ sợ đến nơm nớp lo sợ, quỳ xuống liếm hài cho mình. Không nghĩ tới trái lại làm cho đối phương không còn lo lắng, thoải mái ra tay giết người. Đả kích ấy so với cắt đứt năm ngón tay của hắn còn lớn hơn. Võ sư cấp hoàn toàn là bia đỡ đạn, con người của đại vũ sư còn lại kia đột nhiên mở to, vung ra một thanh kiếm lớn, lập tức giải phong chém đi. Trong đám người ở phía xa vây xem, một hồng y thiếu nữ nhẹ vuốt mái tóc, cau mày nói. Phu lão! Thiếu niên kia là thuật luyện sư cấp 3 Lý Vân Tiêu mà Nguyên Hạo đại sư nói sao? Bên người một ông lão hạc phát đồng nhan mỉm cười nói. Chính là hắn, từ khi hắn tiến vào vạn bảo thương hội, ta liền theo dõi hắn. Tiểu tử này nhãn lực phi thường độc, may là ta giấu bí ẩn, bằng không cũng sớm bị hắn phát hiện. Hồng y thiếu nữ một mặt kinh ngạc nói. Làm sao có khả năng, ngươi nhìn hắn tuy rằng chỉ có tứ tinh võ sư. Nhưng tam tinh đại vũ sư ở trong tay hắn cũng dần dần không chống đỡ nổi, ta không nhìn lầm hắn chỉ chừng 15 tuổi a. Đặt ở trên võ đạo cũng đã là thiên tài, làm sao có khả năng còn có thể là thuật luyện sư cấp 3. Vu Dung cũng lướt qua một tia thán phục, khen.
này chính là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử a, tỷ như tiểu thư vốn là thiên tài hiếm có trên đời, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu này càng thêm yêu nghiệt. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp. Vu lão quá khen, ta tính là thiên tài gì? Chúng ta có muốn ra tay ngăn lại hay không? Nếu hắn thật giết Huỳnh Dương Kiệt, vậy thì phiền phức. Vu Dung cũng hơi nhướng mày, lo lắng nói. Bản thân Huỳnh Dương gia cũng chẳng có gì, chỉ bất quá bọn hắn có tổ tông là trưởng lão tụ thiên tông, này không thể coi thường được. Vẫn là ta đi ngăn bọn họ lại a. Dưới chân hắn lướt nhẹ, cả người nhất thời biến mất ở tại chỗ. Dừng tay. Cây gậy trong tay Vu Dung nhẹ nhàng điểm ở trên thân kiếm của Lý Vân Tiêu, nhất thời chấn nó trở lại. Đại vũ sư kia vốn cho rằng chắc chắn phải chết, nhất thời sợ đến hai chân run cầm cập, trực tiếp quỳ xuống, cảm kích bất tận nhìn Vu Dung. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa Huỳnh Dương gia cũng là tồn tại mà ngươi không trêu chọc nổi. Vu Dung ôn hòa cười nói. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, châm chọc nói. Từ khi ta tiến vào Vạn Bảo Thương Hội, thì có người liên tục nhìn chằm chằm vào ta, hiện tại cuối cùng cũng coi như đi ra, nguyên lai chính là ngươi. Cái gì? Vu Dung lấy làm kinh hãi, con người suýt chút nữa rơi ra, sợ hãi nói. Ngươi, làm sao ngươi có khả năng phát hiện ta? Hắn vẫn cho là mình tàng rất khá, không nghĩ tới đã sớm rơi vào trong mắt người ta. Hừ, đi sang một bên, bổn thiếu gia không có tâm tình nói chuyện với ngươi, chờ ta trước giết hai người này lại nói. Hắn giơ kiếm dùng thân pháp vòng qua Vu Dung, lần thứ hai hướng đại vũ sư kia đâm tới. Tiểu tử, quên đi thôi. Cây gậy của Vu Dung vung lên. Liên tiếp ở trên xuân thủy kiếm của Lý Vân Tiêu điểm ba lần, nhất thời một nguồn sức mạnh chấn động đến, đánh nứt hổ khẩu của Lý Vân Tiêu, trường kiếm tuột tay mà ra. Trong mắt Lý Vân Tiêu xẹt qua một chút giận dữ. Thất tinh vũ vương, mai hoa phá điểm thương pháp. Vu Dung lần thứ hai bị chấn động mạnh, ngơ ngác thất thanh nói. Ngươi, làm sao ngươi biết cảnh giới của ta? Làm sao biết ta dùng chính là mai hoa phá điểm thương pháp? Hừ... Lý Vân Tiêu nộ rên một tiếng, lãnh đạm nói. Hôm nay người xuất thủ cứu người này, chính là đối địch với ta, vì mình gieo mầm tai họa cho ngày khác. Vu Dung phát hiện mình đối với thiếu niên này càng ngày càng nhìn không thấu, cười khổ nói. Lý Vân Tiêu, ta ra tay là muốn tốt cho ngươi. Tuy rằng Huỳnh Dương gia không có gì ghê gớm, nhưng bọn họ có vị tiền bối là trưởng lão tụ thiên tông. Nếu ngươi giết Huỳnh Dương Kiệt, mới thật sự là gieo mầm tai họa cho mình. Bên kia Hồng Binh cùng tên Vũ Quân Cường giả cũng tách ra, vẻ mặt Huỳnh Dương Kiệt oán độc, nâng cánh tay bị thương của mình, gằn từng chữ nói. Tiểu tử, nguyên lai ngươi gọi là Lý Vân Tiêu, ngày khác bản công tử bất diệt cửu tộc của ngươi, thề không làm người. Chúng ta đi. Hắn gầm lên một tiếng, nhất thời Vũ Quân cùng đại vũ sư kia nhanh chóng rời khỏi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Vu Dung. Lần này ngươi thấy, ta không giết hắn, hắn sẽ giết ta. Ngươi làm sao bàn giao cho ta? Huống hồ dược liệu cứu mạng bằng hữu ta còn ở trên người hắn, lần này để ta làm sao chịu nổi? Nội tâm hắn mơ hồ nổi giận, không thể giết Huỳnh Dương Kiệt chỉ là phụ, mấu chốt nhất chính là Bách Tú Uẩn Văn Lộ bị cướp, để hắn lên cơn giận dữ. Hắn ra hiệu với Cổ Vinh lập tức hiểu ý, lôi kéo tỷ đệ Mộng Vũ cùng Trần Chân, Hàn Bách, 5 người lập tức biến mất ở trong đám người. Chuyện này, Vu Dung cười khổ nói. Huỳnh Dương Kiệt luôn luôn tự cao tự đại, ngày hôm nay ở trong tay ngươi ăn thiệt thòi lớn như thế, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu là cục diện không chết không thôi, ngươi thả hắn, chính là hại ta. Chuyện này ta nhớ rồi, ngày sau ngươi chờ vì chuyện hôm nay mà trả nợ đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng bỏ lại câu nói này, liền quay đầu đi. Chậm đã. Vu Dung đối với hắn uy hiếp không để ở trong lòng, đuổi tới nói. Tiểu thư nhà ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Không rảnh. Ngươi, đừng không biết phân biệt. Làm sao, ngươi còn muốn cưỡng bức. Đừng tưởng rằng mình là thất tinh vũ vương liền vô địch rồi. Vu Dung mơ hồ có chút nổi giận. Hắn một vũ vương cường giả, đi tới đâu đều được người tôn kính. Hôm nay lại bị thiếu niên này nhiều lần công kích, nếu không phải. Hắn đã sớm nổi lên giết người. Không phải là Bách Tú Uẩn Văn Lộ sao, vật này tuy ít ỏi. Nhưng ta cũng không phải là không có. Một thanh âm dễ nghe truyền đến, hồng y thiếu nữ kia từ trong đám người đi ra, trên mặt tràn đầy ý cười. Người trẻ tuổi đừng quá táo bạo,
Phù lão không cho ngươi giết Huỳnh Dương Kiệt xác thực là vì muốn tốt cho ngươi. Tuy rằng lẫn nhau còn oán hận, nhưng ít ra còn có chỗ giảng hòa. Nếu ngươi thật sự giết hắn, vậy thì triệt để không chết không thôi. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, cười lạnh nói. Chỗ giảng hòa, nếu như hắn lần thứ hai mang cao thủ đến giết, ta làm sao bây giờ? Hồng Y thiếu nữ khẽ cười nói. Vậy ta liền phụ trách điều hòa a. Ta tin tưởng chút chuyện này ta vẫn làm được, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Đinh Linh Nhi. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, từ tốn nói. Vậy cũng tốt, Đinh Linh Nhi, hiện tại phải xem ngươi rồi. Ngươi quay đầu lại nhìn. Đinh Linh Nhi cùng Vu Dung đều sững sờ, hai người cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy Huỳnh Dương Kiệt lửa giận ngập trời đi theo sau một đám người, sát khí lăng nhiên hướng bên này đi tới. Hai mắt hàn oán độc nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lộ hiện vẻ dữ tợn. Đám người chung quanh tựa hồ cảm nhận được trên bầu trời có một mảnh mây đen tùy theo mà đến, dồn dập hướng bốn phía tản đi, không ai dám ngốc ở trên con phố này, tất cả đều tránh xa. Trên khuôn mặt người đầu lĩnh hiện ra vẻ điềm nhiên, khóe miệng mỉm cười, từ khí thế đến xem, hẳn là con em của đại thế gia nào đó, thậm chí còn ở trên Huỳnh Dương Kiệt. Rất nhanh mây đen liền bao vây mấy người Lý Vân Tiêu, thời điểm công tử đầu lĩnh kia nhìn thấy Đinh Linh Nhi, trên mặt mỉm cười biến thành một tia ngạc nhiên, kinh ngạc nói. Linh Nhi tiểu thư cũng ở đây. Đinh Linh Nhi cũng là một mặt cười khổ, không nghĩ tới mới vừa vỗ ngực giúp hắn bãi bình, chính chủ liền đến rồi, nàng cười khổ nói. Hóa ra là Trình gia phi xế công tử, chuyện này tiểu muội đều nhìn ở trong mắt, trong đó có không ít hiểu lầm. Hy vọng có thể làm người hòa giải, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Ồ, Trình phi xế nở nụ cười quái dị, đánh giá Lý Vân Tiêu một chút, tựa hồ có trầm tư nói. Người này lai lịch gì? Dĩ nhiên có thể điều động Linh Nhi tiểu thư biện hộ cho hắn. Huỳnh Dương Kiệt hơi thay đổi sắc mặt, rất sợ Trình phi xế đồng ý, vội vàng kêu lên. Phi xế huynh, ngươi tuyệt đối đừng bị nàng đầu độc. Đinh Linh Nhi này xuất thân thương nhân, không lợi không làm, tất nhiên là đạt được lợi ích khổng lồ từ tiểu tử kia. Hừ, chỗ tốt. Quải trượng của Vu Dung mạnh mẽ chống trên đất, nhất thời mấy khối gạch xanh vỡ ra, hắn cả giận nói. Vừa nãy nếu không có lão phu ra tay, bây giờ tiểu tử ngươi còn có mệnh sao? Ta có thu chỗ tốt của ngươi không? Huỳnh Dương Kiệt không cảm kích chút nào, cười lạnh nói. Ngươi cứu ta, còn không bằng nói là vì cứu hắn, nếu ta chết rồi, cho dù tiểu tử này có thiên đại bối cảnh cũng xong đời. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười to lên, châm chọc nói. Lão gia hỏa, hiện tại ngươi còn có gì để nói? Vu Dung tức đến xanh mét cả mặt mày, cả giận nói. Coi như lão tử cứu một con chó. Trên mặt Đinh Linh Nhi cũng lướt qua một tia không vui, ân cứu mạng lớn hơn trời, Huỳnh Dương Kiệt này lại không cảm kích. Quả nhiên không phải vật gì tốt. Nàng nhìn Trình phi xế đang trầm tư nói. Phi xế công tử, coi như bán tiểu muội một ân tình làm sao? Tuy rằng tiểu muội chỉ là người thương hội, nhưng Chu, Vương, Mặc, Trình, đế quốc tứ đại gia tộc đều có chuyện làm ăn vãng lai rất lớn. Hơn nữa toàn bộ thiên vũ đại lục đều có người của thiên nguyên thương hội chúng ta, nhân tình này có thể bán không? Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi sững sờ, nguyên lai hai người này là người của thiên nguyên thương hội. Thiên Nguyên Thương Hội là một thành viên của Thương Minh tổ chức, thực lực phân bố cực lớn, ngang qua toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Thương Minh là do vô số thương hội to to nhỏ nhỏ trên Thiên Vũ Đại Lục lập thành, trong đó có 7 đại lý sự thành viên cùng thập tam gia lý sự thành viên. Thiên Nguyên Thương Hội chính là một thành viên của thập tam gia lý sự, mà Vạn Bảo Lâu không chỉ có 7 đại lâu lý sự, hơn nữa là lãnh tụ của toàn bộ Thương Minh tổ chức. Những thương hội này nguyên bản đều là bôn ba ở trên Thiên Vũ Đại Lục làm ăn. Sau đó vì để tránh cho bị người bắt nạt, nên ở dưới Vạn Bảo Lâu hiệu triệu, tập hợp 7 gia thương hội cùng 13 tiểu thương hội thực lực mạnh nhất thời đó, cộng đồng sáng tạo Thương Minh. Bây giờ Thương Minh đã phát triển thành một trong mấy siêu cấp thế lực của Thiên Vũ Đại Lục, bất luận người nào cũng không dám coi thường. Trình phi xế xoa đầu nghĩ hồi lâu, mới khó khăn nói. Linh Nhi tiểu thư, không phải bản công tử không bán mặt mũi của ngươi, mà là chúng ta cùng nhau đi ra. Kiệt đệ đại biểu là thế gia của Hỏa Ô đế quốc chúng ta. Tiểu tử này giết thủ hạ của kiệt đệ, còn gọt đi 5 ngón tay của hắn, quả thực chính là bà tai những thế gia chúng ta, ngươi để chúng ta mặt mũi để đâu. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một tia ý lạnh. Như vậy đi,
mặt mũi của Linh Nhi tiểu thư cũng không thể không cho. Chỉ cần tiểu tử này quỳ xuống dập đầu 10 cái, sau đó tự phế đan điền, chém xuống hai tay, ở cửa lớn thương hội quỳ đến thương hội kết thúc, ta liền lưu lại cái mạng này cho hắn. Ngươi xem thế nào? Huỳnh Dương Kiệt cảm kích, kích động nói. Phi Xế Ca thực sự là đại nhân đại nghĩa, lòng dạ từ bi. Đã như thế, thật tiện nghi tiểu tử này. Ha ha! Đột nhiên Lý Vân Tiêu ôm bụng cười to, bao nhiêu năm qua chưa từng thấy loại hàng tinh tướng này, bởi vì dám ở trước mặt hắn tinh tướng, tất cả đều thành người chết. Tiếng cười dần lạnh, ánh mắt chậm rãi hàn đi. Sắc mặt Đinh Linh Nhi hiện ra tức giận nồng đậm, lạnh lùng nói. Như vậy cùng giết hắn có gì khác biệt? Trình Phi Xế lắc đầu thở dài nói. Xem ra tiểu tử này còn không cảm kích ha, Linh Nhi tiểu thư, như vậy là không thể trách ta. Kính xin hai vị tránh ra, để tránh lát nữa ngộ thương. Tiếng nói của hắn hạ xuống, phía sau một đám võ giả dồn dập tản ra, rất nhanh đem mấy người Lý Vân Tiêu vây vào giữa. Những võ sư kia Lý Vân Tiêu căn bản không để vào mắt, ánh mắt rơi vào hai tên vũ vương, bốn tên vũ quân bên người Trình Phi Xế. Tuy rằng Trình Phi Xế không phải người thừa kế Trình gia, nhưng cũng là công tử trong dòng chính, dựa theo phô trương nhất quán của quyền quý thế gia Hỏa Ô Đế Quốc, sẽ được phân phối hai tên vũ vương, bốn tên vũ quân hộ vệ. Còn lại đại vũ sư cùng võ sư thì căn bản không hạn chế. Bố trí như vậy ở tại thế gia của hắn căn bản là không dám tưởng tượng. Như Huỳnh Dương Kiệt chính là người thừa kế Huỳnh Dương gia, cũng chỉ có một tên vũ quân theo bên người. Này có thể thấy được địa vị quyền thế của Chu, Vương, Mặc, Trình tứ đại gia tộc tại Hỏa Ô Đế Quốc, lúc trước Chu Ngọc Sơn thấy Tần Chính cũng là gọi thẳng tên Húy, căn bản không đem hoàng đế của một quốc gia để vào trong mắt. Loại hung hăng ngông cuồng này tuyệt đối không phải gia tộc bình thường có thể so sánh. Đinh Linh Nhi tức giận đến cả người phát run, cả giận nói. Trình Phi Xế, ngươi thật sự nửa điểm tình cảm cũng không cho. Trình Phi Xế lười biếng vuốt mũi nói. Mặt mũi đã cho, chỉ là các ngươi không chấp nhận mà thôi. Nếu chúng ta cứ thế mà đi, mặt mũi thế gia của Hỏa Ô Đế Quốc đặt ở nơi nào? Những biên thủy tiểu quốc này hiện tại càng ngày càng hung hăng, cũng nên hảo hảo quản quản mới phải. Lý Vân Tiêu cười lạnh, một luồng sát khí từ trên người tản mát ra, gằn từng chữ nói. Nếu mặt mũi không có địa phương thả, vậy thì toàn bộ thả ở dưới chân ta đi. Tay phải hắn giơ lên, xuyên vân tiễn nhất thời, xèo, một tiếng bay vụt lên, ở trên bầu trời thương hội bỗng nhiên nổ tung, tám đạo tiểu tiễn màu sắc khác nhau phân biệt bắn nhanh về tứ phương, hết thảy bách tính trong thành đều kinh hãi ngẩng đầu lên. Xuyên vân tiễn, ánh mắt Trình Phi Xế lạnh lẽo, lộ ra vẻ hơi trào phúng. Ngươi là người trong quân đội Thiên Thủy Quốc, chẳng trách lớn lối như thế. Có điều, chẳng lẽ ngươi cho rằng phái mấy vạn binh sĩ lại đây là có thể vượt qua chúng ta? Ha ha! Chu vi những võ giả kia phát sinh ầm ầm cười to, tất cả đều lộ ra vẻ châm chọc, như xem kẻ ngu si nhìn Lý Vân Tiêu, ngay cả Đinh Linh Nhi cùng Vu Dung cũng hơi nhíu mày. Tiểu tử này thật là một tên ngu ngốc, dĩ nhiên muốn dùng quân đội tới đối phó chúng ta, ha ha! Những binh lính bình thường kia, lão tử có thể giết hơn vạn, còn không cần nghỉ ngơi. Hừ, những điều dân nước nhỏ này quả nhiên càng ngày càng hung hăng, làm việc cũng càng ngày càng không có đầu óc. Hừm, đợi lát nữa chúng ta liền đánh nổ đầu hắn, nhìn bên trong là phân hay là cái gì? Ha ha! Những võ giả kia tất cả đều từng cái cười nghiêng ngả, mặt lộ vẻ dữ tợn. Bọn họ thích làm nhất chính là loại sự tình bắt nạt nhỏ yếu này, không chỉ không nguy hiểm, còn có công lao, chỗ tốt cũng không ít, vì lẽ đó mỗi cái như hít thuốc lắc dị thường hưng phấn. Đột nhiên hai tên võ giả phía sau Trình Phi Xế hơi nhướng mày, có chút khiếp sợ liếc nhìn nhau, ngơ ngác đem thần thức lan ra, nhất thời biến sắc. Chỉ thấy từng bóng người từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, thật giống như tổ ong mật, ban đầu chỉ là một hai cái, đến lúc sau là từng bầy xuất hiện, lượng lớn võ sĩ cùng võ sư giống như đột nhiên từ đáy nước trồi lên, đem toàn bộ phố lớn vây quanh một vòng lại một vòng, ánh mắt tất cả đều lạnh lùng. Từng luồng tử khí màu đen từ trên người những võ giả kia nổi lên, chậm rãi bay tới bầu trời tụ tập cùng một chỗ, như bao phủ một tầng mù mịt, đem toàn bộ bầu trời che chắn. Một ngón tay khoác lân mang giáp khủng bố, chậm rãi nổi lên. Trình Phi Xế cùng một đám võ giả dồn dập biến sắc, ngơ ngác trợn to tròng mắt. Tuy rằng những người kia thực lực đều không mạnh, tất cả chỉ là võ sĩ, nhưng số lượng nhiều đến líu lưỡi,
hơn nữa liên hợp lại loại sát khí kia để trong tâm bọn họ dâng lên cảm giác hoảng sợ vô lực. Ngay cả hai tên vũ vương cường giả cũng lo lắng, nhìn ngón tay màu đen trên bầu trời mà nội tâm sợ hãi. Bọn hắn có cảm giác nếu ngón tay kia rơi xuống, ngay cả mình cũng phải tan xương nát thịt. Tuy rằng không có bất kỳ đạo lý gì, nhưng cũng là một loại bản năng trực giác của võ giả. Một tên thiếu niên ngũ tinh võ sư từ trong đám người đi ra, ở trước người Lý Vân Tiêu quỳ xuống một chân nói. Bạch Thành Phong tham kiến Vân Thiếu, thành viên Thiên Xu, tổng cộng 2,330 người, toàn bộ đến đông đủ. Lúc này mấy người Cổ Vinh cùng Trần Chân từ đằng xa chạy như bay đến, trong miệng hô lớn. Vân Thiếu, Vân Thiếu. Chỉ thấy mấy bóng người từ phía sau hắn hiện lên, dưới chân xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh Lý Vân Tiêu. Tổng cộng 6 người, dĩ nhiên có 2 tên Vũ Vương, 2 tên Vũ Quân, một vị Đại Vũ Sư đỉnh cao. Chính là Tiêu Khinh Vương, Lạc Vân Thường, Lý Thuần Dương, Trần Đại Sinh, còn có Duẫn An, bọn họ nhận được Cổ Vinh báo tin liền chạy tới đầu tiên. Thêm vào Hồng Binh vẫn ở đây, lần này số lượng Vũ Vương cùng đối phương ngang nhau. Tuy rằng Vũ Quân còn kém 3 vị, nhưng Tiêu Khinh Vương là bát tinh Vũ Vương đỉnh cao, là toàn thắng đối phương. Hơn nữa còn có lượng lớn võ sư, đại vũ sư của Trấn Quốc Thần Vệ cuồn cuộn không ngừng tràn vào, nhân số đã đạt đến mấy ngàn người. Một mảnh tối om om, phô thiên cái địa vây quanh hơn 30 người trình phi xế. Toàn bộ phố lớn, không có một chút thanh âm, yên tĩnh giống như quỷ dị. Tất cả mọi người đều ngừng thở, đặc biệt là mấy người trình phi xế, căn bản không dám động, mồ hôi hột từ trên trán lăn xuống, tựa hồ chỉ cần không cẩn thận sẽ lập tức nghênh đón mưa to gió lớn. Đem bọn họ đập cho tan xương nát thịt. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ở trên người những võ giả xung quanh kia đảo qua, giơ tay chỉ vào một người trong đó, lãnh đạm nói. Ngươi mới vừa nói muốn đánh bạo đầu ta. Ta, không, không, không có. Không phải ta nói, thật không phải ta nói. Người võ giả kia sợ vãi tè rồi, run cầm cập lui về phía sau, gào khóc nói. Công tử cứu mạng, công tử cứu ta. Bao nhiêu năm không người nào dám ở trước mặt ta nói loại lời hung hăng này. Năm ngón tay của Lý Vân Tiêu vồ lấy, nhất thời một luồng lực lượng hấp xả vô hình đem võ giả kia lôi lại đây. Người võ giả kia liều mạng hướng trình phi xế chạy đi, tứ chi liều mạng vung vẩy, nhưng không thể tránh thoát. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu lạnh lùng, đột nhiên giơ chân lên, dùng đầu gối húc mạnh, phần lưng của võ giả kia nhất thời truyền đến tiếng gãy xương lanh lảnh, phun ra một ngụm máu tươi. Lý Vân Tiêu chậm rãi thả chân xuống, người võ giả kia trực tiếp ngã xuống đất, trong hai mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ cùng thống khổ, trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm thì thầm. Cứu ta, công tử cứu ta. Lý Vân Tiêu xuất kỳ bất ý, một cước mãnh liệt dẫm xuống đầu hắn, đầu người võ giả kia giống như dưa hấu nổ tung lên. Các loại đồ vật hồng bạch nhất thời gắn cùng một chỗ, tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động, này quá chấn động lòng người. Một loại cảm giác buồn nôn dồn dập dâng lên đầu, Đinh Linh Nhi càng là không nhịn được, oa, một tiếng nôn mửa. Tất cả mọi người không ai dám nói một tiếng, sắc mặt của Trình Phi Xế cũng tái xanh, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, công tử một tiểu quốc, tại sao có thể có nhiều thủ hạ mạnh mẽ như vậy? Sắc mặt của Huỳnh Dương Kiệt trắng bệch, nhìn thi thể không đầu ở dưới chân Lý Vân Tiêu, cả người run cầm cập, thật giống như đặt mình trong hầm băng vạn năm. Hàn khí khắp nơi. Lý Vân Tiêu cao cao giơ tay phải lên, sát khí trong ánh mắt phút qua, lạnh giọng nói. Vừa nãy ta đã nói rồi, mặt mũi của các ngươi không chỗ đặt, vậy thì đặt ở dưới chân ta đi. Hắn từng chữ cao giọng quát lên. Mọi người nghe lệnh, giết toàn bộ, một cái không lưu. Chi? Đám người trình phi xế tất cả đều giật nảy cả mình, ngơ ngác không thể tin tưởng, từng cái còn tưởng mình nghe lầm. Tuy rằng hãm sâu ở trong vòng vây của đối phương, nhưng vẫn như cũ là biểu hiện lãnh ngạo, thậm chí còn hơi có chút tức giận. Dù sao bọn họ là đại thế gia cao quý của đế quốc, coi như là quốc vương của một quốc gia thấy cũng phải lễ nhượng ba phần. Ban đầu lấy trình phi xế tính toán, đối phương nhất định sẽ bác bỏ mặt mũi của hắn, để bọn họ ảo não rời đi. Nội tâm cũng đã nghĩ kỹ sau khi trở về làm sao trả thù. Nhưng không nghĩ tới đối phương không nói câu nào. Thậm chí cũng không nhìn mình một chút, liền trực tiếp hạ lệnh giết chết toàn bộ. Chuyện này, đây cũng quá hoang đường đi. Lẽ nào hắn không biết mình là người nào sao? Lẽ nào hắn không sợ tru sát toàn ra sao?
hắn đúng là kẻ ngu si sao? Ngay thời điểm hắn chấn động, lượng lớn võ giả dồn dập xung phong, tử khí màu đen nhất thời phô thiên cái địa hạ xuống, ở trên đường cái tràn ngập ra. Hai vị vũ vương bên này đang muốn ra tay, lập tức bị Tiêu Khinh Vương tập trung, sợ đến không dám làm một cử động nhỏ nào. Hai người chỉ là nhất tinh vũ vương mà thôi, cùng Lý Thuần Dương liều mạng còn tạm được. Ở dưới uy thế của Tiêu Khinh Vương, đã là không thở nổi. Điên rồi, tiểu tử này thật sự điên rồi. Trong đầu Trình Phi Xế chỉ có một ý niệm như vậy, hắn điên cuồng hô to lên. Ta là đích hệ tử tôn của Trình Gia Hỏa Ô Đế Quốc, ngươi dám động ta. Ta muốn gặp thành chủ của các ngươi, để cho thành chủ của các ngươi tới gặp ta. Tiếng nói của hắn tuy lớn, nhưng trong biển người đang điên cuồng chém giết lại không có một chút sức mạnh nào. Tất cả mọi người đều là một mặt lạnh lùng, thật giống như xem thằng hề, cười gần không thôi. Đinh Linh Nhi cùng Vu Dung cũng từ trong chấn động phục hồi tinh thần lại, nhìn thủ hạ bên người Trình Phi Xế như cải trắng ngã xuống, trên trán cũng hiện ra mồ hôi lạnh. Đinh Linh Nhi vội vàng kéo lấy Lý Vân Tiêu, thất thanh nói. Mau dừng tay, mau dừng tay, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Hắn là đích hệ tử tôn của Trình gia, một trong tứ đại thế gia a. Nếu giết hắn, không chỉ ngươi, tương tự cũng sẽ mang đến mối họa cho Thiên Thủy Quốc. Lý Vân Tiêu một mặt lạnh lùng, cười lạnh nói. Trình gia, nếu bọn họ không thức thời, ta không ngại để bọn họ xóa tên khỏi Hỏa Ô Đế Quốc. A, Ninh Linh Nhi nhất thời dại ra tại chỗ, bị lời này làm chấn động đến mức trong đầu một trận ong ong, khó có thể phản ứng lại. Để Trình gia xóa tên. Hắn coi mình là ai? Là hoàng cấp thuật luyện sư cấp 6, hay là thất túc cảnh vũ hoàng cường giả? Trình Phi Xế nhìn thủ hạ bên người hầu như tử thương không còn, từng cái võ giả giữ tợn hướng mình lao tới, nhất thời rơi vào triệt để khủng hoảng cùng tuyệt vọng, cả người co quắp ngã trên mặt đất, sợ sệt run rẩy lên, hắn liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Lý Vân Tiêu, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi tha cho ta đi, van cầu ngươi buông tha con chó như ta đi. Sắc mặt Huỳnh Dương Kiệt trắng bệch, nhìn tên vũ quân duy nhất của mình bị Lý Trường Phong phách nát đầu, lại nhìn thấy Trình Phi Xế quỳ xuống xin tha, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, cũng vội quỳ ở sau lưng Trình Phi Xế, liều mạng dập đầu. Hai người trong ngày thường đều là tồn tại cao cao tại thượng, chỉ có bọn họ tùy ý khống chế sinh tử của người khác, lúc nào bị người khống chế sinh tử qua. Lúc này mới biết nguyên lai bị người khống chế sinh tử, là sợ run tim mất mật, không dễ chịu như vậy. Ninh Linh Nhi ngẩn ngơ, không nghĩ tới những thế gia công tử này dĩ nhiên không có cốt khí như vậy, không che giấu nổi lộ ra vẻ khinh bỉ, nhìn Lý Vân Tiêu nói. Buông tha bọn họ đi, hiện tại ngừng tay sự tình còn có thể khống chế. Vu Dung cũng nghiêm nghị nói. Đúng, hiện tại dừng tay, Thiên Nguyên Thương Hội ta đồng ý cực lực ở giữa điều hòa, tất nhiên có thể làm chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ. Câm miệng, Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng. Lộ ra vẻ châm chọc, cười lạnh nói. Các ngươi coi mình là cái gì? Mới vừa rồi bị làm mất mặt còn chưa đủ thoải mái sao? Thiên Nguyên Thương Hội mà thôi, thật sự coi mình rất có mặt mũi sao? Ngoại trừ Vạn Bảo Lâu ta còn hơi có chút để bụng, cái khác ở trong mắt ta tất cả đều là chó má. Ngươi! Vu Dung giận tím mặt, tức giận đến cổ đỏ chót, nhưng nhìn ánh mắt toàn trường lạnh băng băng quét tới, lại ẩn nhẫn không dám phát tác. Ninh Linh Nhi cũng vạn phần buồn bực, nhưng vừa nãy xác thực rất mất mặt, hơn nữa ngay cả con cháu của Trình gia cũng không bán mặt mũi cho mình, lại có bản lãnh gì ở giữa điều giải. Nội tâm của nàng cảm thấy thất vọng mất mát, âm thầm bi thương lên. Chẳng lẽ Thiên Nguyên Thương Hội thật sự phải sa sút sao? Oanh! Một tiếng oanh to lớn vang lên, một tên vũ vương bên người Trình Phi Xế bị Tiêu Khinh Vương đánh bạo đầu, óc tung tóe. Một tên vũ vương cường giả. Lại hài cốt không còn. Một gã vũ vương khác càng là cả kinh đến hồn phi phách tán, do bất cẩn càng bị Lý Thuần Dương một chưởng nổ nát trái tim, bay ra ngoài chết không thể chết lại. Trong khoảnh khắc, hết thảy võ giả chết sạch, chỉ còn lại Trình Phi Xế cùng Huỳnh Dương đang liều mạng dập đầu xin tha, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi cùng nước mắt nước mũi, dưới khố từ lâu đã ướt nhẹp một mảnh, tao khí nước mũi. Thật buồn nôn, mau giết đi. Lý Vân Tiêu che mũi. Căm ghét xoay người rời đi. Một tên võ giả xông lên đang muốn động thủ, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng nộ hống kinh thiên. Người phương nào lớn mật như thế, dám ở trên Vạn Bảo Thương Hội ta giết người. Âm thanh như hồng trung, từ
từ xa đến gần, tuyên truyền giác ngộ. Hơn nữa lúc âm thanh đến, đã thấy một bóng người áo bào cho phi thân tới. Vũ Tông! Lý Vân Tiêu biến sắc, vội vàng quát lên. Còn chưa động thủ. Tên võ giả đang chuẩn bị động thủ kia bị bóng người áo bào cho quát một tiếng, chấn động đến mức tâm thần thất thủ, đứng chết chân tại chỗ. Bị Lý Vân Tiêu gào to tiếng kéo trở lại, vội vàng giơ trường kiếm lên chém xuống. Hừ, lớn mật, lão phu đến rồi còn dám động thủ. Thanh âm kia lại vang lên, bóng người áo bào cho càng gần hơn mấy phần, người võ giả kia đột nhiên cảm thấy thân thể của mình bị một luồng lực vô hình ngăn chặn, khó có thể nhúc nhích nửa phần. Không chỉ có hắn, trong lòng tất cả mọi người đều cả kinh, bị uy thế của nam tử áo bào cho kia trấn áp tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Là ân trưởng lão, lần này phiền phức lớn rồi. Trong mắt Đinh Linh Nhi lóe ra một tia sợ hãi, trong lòng đột nhiên chìm xuống. Người đến chính là người phụ trách tổ chức Vạn Bảo Thương Hội lần này, cũng là Vạn Bảo Lâu phái xuống một trong các trưởng lão hộ pháp ở Hỏa Ô Đế Quốc, lục hợp cảnh giới Vũ Tông Cường giả Ân Chiêu Dương. Ở trên Vạn Bảo Thương Hội cướp đoạt tài vật, hoặc là động thủ giết người chính là kiêng kỵ nhất, thậm chí so với đắc tội Trình gia còn muốn nghiêm trọng. Bởi vì đắc tội Trình gia còn có chỗ giảng hòa, nhưng quy củ của Vạn Bảo Thương Hội là mấy trăm năm qua không ai dám vi phạm. Bởi vì vi phạm tất cả đều là người chết. Có cứu, có cứu. Ha ha. Trình Phi Xế đột nhiên từ trên mặt đất bò lên, kích động hô to nói. Cứu ta, ân trưởng lão cứu ta, ta là Trình gia Trình Phi Xế. Ha ha, được cứu trợ. Phốc. Tiếng nói của hắn đột nhiên dừng lại, một thanh trường kiếm từ trong lồng ngực hắn xuyên qua, trực tiếp xuyên phá trái tim, mũi kiếm nhuộm đỏ tiên huyết, một giọt nhỏ rơi trên mặt đất. Trình Phi Xế không thể tin tưởng nhìn dao sắc trước ngực, gian nan quay đầu, chỉ thấy hai tay Huỳnh Dương Kiệt nắm trường kiếm, một mặt lạnh lùng nhìn hắn, nhưng con người đã biến thành yêu dị đỏ như máu. Đùng! Trình Phi Xế đến chết cũng không thể tin được, cũng không hiểu là xảy ra chuyện gì, vì sao Huỳnh Dương Kiệt sẽ giết hắn. Sau khi hắn ngã xuống, Huỳnh Dương Kiệt rút trường kiếm ra, trực tiếp hướng về cổ mình kéo một cái, nhất thời máu tươi bắn mạnh ra, cũng ngã ở bên cạnh Trình Phi Xế. Lúc này con mắt của Huỳnh Dương Kiệt mới dần dần khôi phục thanh minh, hiện ra là một trận mê man, sợ hãi cùng kinh hoàng, hắn liều mạng dùng tay ôm cổ của mình, muốn ngăn lại dòng máu, nhưng vẫn như cũ vô lực. Con người của Huỳnh Dương Kiệt dần dần khuếch tán ra, sinh cơ đoạn tuyệt. Hắn cuối cùng nhìn thấy một màn, là Nguyệt Đồng yêu dị của Lý Vân Tiêu dần dần khôi phục thanh minh, khóe miệng hiện lên một ý cười lành lạnh. Ta nói rồi, mặt mũi không địa phương thả, liền thả ở dưới chân ta đi. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói, đáng tiếc bọn họ đã không thể nghe thấy. Âm thanh truyền vào trong tai Đinh Linh Nhi, nhất thời đáy lòng cảm thấy một trận phát lạnh, không nguyên do run rẩy một hồi, sợ hãi nhìn thiếu niên cùng nàng tuổi tác tương đương kia. Thủ đoạn tàn nhẫn cùng tác phong ác liệt như vậy, thật sự sẽ là một thiếu niên chỉ có 15 tuổi sao? Làm càn, làm càn, làm càn. Ân Chiêu Dương rốt cục tới rồi, rơi vào trung ương mọi người, không thể tin tưởng nhìn thi thể đầy đất. Cuồng bạo quát. Thật lớn cẩu đảm, dám trái với quy củ của Vạn Bảo Thương Hội, các ngươi đều phải chết. Ân trưởng lão, ngươi nghe ta nói, chuyện này là như vậy. Đinh Linh Nhi vội vã tiến lên muốn giải thích, nếu đám người Trình Phi Xế đã chết, nàng liền dự định toàn lực giúp Lý Vân Tiêu giải vây. Không cần phải nói. Trong mắt Ân Chiêu Dương phun lửa, nhìn chằm chằm đám người Tiêu Khinh Vương lạnh giọng nói. Người phá hoại quy củ của Vạn Bảo Lâu. Chỉ có một chữ chết. Đừng tưởng rằng nhiều người là có thể pháp không trách chúng, ngày hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi, toàn bộ chết cho ta. Khí tức Vũ Tông ở trên người hắn đột nhiên tản ra, toàn trường hơn 2.000 người trong nháy mắt bị đọng lại tại chỗ, không thể động đậy, sát khí màu đen ở dưới luồng áp lực kia cũng bị ép tán. Sắc mặt của Tiêu Khinh Vương kinh hãi, gian nan di động thân thể, nội tâm khổ sở. Này chính là Vũ Tông cường giả sao? Một cấp một thiên địa A. Mấy người Lý Thuần Dương cũng đều liều mạng dùng sức chống lại, nhưng không có nửa phần tác dụng, nội tâm nhất thời rơi vào tuyệt vọng. Mình có thể chết, nhưng Vân Tiêu nhất định không thể chết được. Người gọi Ân Chiêu Dương. Thời điểm tất cả mọi người ở đây đều trong lòng run sợ, cho rằng đại nạn ập lên đầu, Lý Vân Tiêu một mặt hờ hững hỏi. Vũ Văn Bác có khỏe không? Con người của Ân Chiêu Dương đột nhiên áp xúc, hơi thay đổi sắc mặt, lập tức lộ ra một tia cười gằn nói. Tiểu tử ngươi đừng trang cho ta,
đừng tưởng rằng biết tên tam trưởng lão của chúng ta, là có thể thoát chết. Lý Vân Tiêu không để ý lắm, đôi môi hơi động, dùng công pháp truyền âm nhập mật nói. Ngươi nếu là vũ tông cường giả, như vậy trên người nhất định có vạn bảo lâu sáng tác bí khí thiên lý phi âm đi. Ân Chiêu Dương hoàn toàn biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi dần dần căng lại. Lúc trước Lý Vân Tiêu nói ra tên gọi của tam trưởng lão, hắn hơi có chút khiếp sợ. Bởi vì mặc dù là ở trong vạn bảo lâu, người biết tên thật của tam trưởng lão cũng không nhiều. Nhưng cũng vẻn vẹn là khiếp sợ mà thôi, lần này Lý Vân Tiêu nhắc tới thiên lý phi âm, mới để hắn chân chính chấn động. Thiên lý phi âm chính là vạn bảo lâu bí mật nghiên cứu chế tạo một loại bí khí có thể vạn dặm truyền âm, thông qua thủ đoạn cường hãn, đem không gian trận pháp ngưng khắc vào một trận bàn, lại dựa vào 360 tiểu trận, lúc triển khai có thể đột phá không gian hạn chế, đem âm thanh truyền tới một đầu khác mà trận pháp chỉ định. Loại thủ pháp này quá mức nghịch thiên, nhưng thiếu hụt cũng vô cùng lớn. Chi phí làm một thiên lý phi âm cao đến khó có thể đánh giá. Hơn nữa mỗi kiện chỉ có thể triển khai một lần sẽ tự mình báo hỏng. Vì lẽ đó mặc dù ở trong vạn bảo lâu, cũng chỉ có vũ tông cường giả trở lên mới có thể phân phối. Quan trọng nhất là, loại phương pháp truyền âm này chính là tuyệt mật. Không tới vũ tông trở lên căn bản là sẽ không biết. Lần này sắc mặt của hắn mới có chút nghiêm nghị lên, tương tự dùng truyền âm nhập mật nói. Ngươi là người nào, làm sao biết thiên lý phi âm? Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười. Truyền âm nói, phiền phức ngươi truyền âm cho Vũ Văn Bác, nói 20 năm trước, ở ngoài Hồng Nguyệt Thành, cố nhân trên Tử Vân Phong, rất nhớ nhung hắn. Ân Chiêu Dương biến sắc, nội tâm suy nghĩ lai lịch của Lý Vân Tiêu, bắt đầu không thể phỏng đoán lên. Lại không nói thiên lý phi âm bí khí chi phí quá cao, hơn nữa nhân vật như Vũ Văn Bác trưởng lão cũng không phải hắn có thể tùy ý câu thông, nếu bởi vì một ít chuyện nhàm chán quấy rầy Vũ Văn Bác, tội này sẽ lớn rồi. Nhưng Lý Vân Tiêu dáng vẻ điềm tĩnh, hiển nhiên là không có sợ hãi. Nếu như hắn đúng là cố nhân của Vũ Văn trưởng lão, mình lại giết hắn, này đồng dạng là tội không thể tha. Hắn xem Lý Vân Tiêu chỉ có 15 tuổi, cho rằng hắn khẳng định là hậu đại cố nhân của Vũ Văn Bác. Lần này Ân Chiêu Dương nhất thời rơi vào trong do dự, dáng vẻ của hắn để người bốn phía dồn dập không biết vì sao, chỉ nhìn thấy môi hai người đều khẽ nhúc nhích, liền để Ân Chiêu Dương nghiêm nghị. Đinh Linh Nhi nghi ngờ không thôi, nàng vạn phần hiếu kỳ muốn biết Lý Vân Tiêu đến cùng đang nói gì, dĩ nhiên để Ân Chiêu Dương mà mình cũng không cách nào ngăn cản bình tĩnh lại. Phải biết tuy rằng thực lực nàng không đủ, nhưng địa vị ở trong Thương Minh, lại không kém Ân Chiêu Dương. Lý Vân Tiêu thấy dáng vẻ hắn do dự không quyết định, nhất thời yên lặng cười, tiếp tục truyền âm nói. Không có chuyện gì, ngươi yên tâm truyền âm qua đi. Nếu Vũ Văn Bác trách ngươi. Đến thời điểm đó ngươi liền đem ta phân thây cho hả giận liền được. Sắc mặt Ân Chiêu Dương bất định, lúc này mới hạ quyết tâm, từ trong giới chỉ lấy ra một vật. Cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất, chính là một khối trận bàn khắc đầy phù văn, ở trên trận bàn trôi nổi một khối ngọc bài màu sắc ôn hòa, làm cho người ta có một loại cảm giác nhu hòa. Trong mắt Ân Chiêu Dương lóe ra một tia không muốn cùng vẻ kiên quyết, lúc này trong miệng mới nhẹ niệm, hai tay không ngừng vẽ ra các loại phù hiệu. Đem một đạo thần niệm của mình đánh vào trong ngọc bài, nhất thời trận pháp trên trận bàn cấp tốc kích sáng lên, từng đạo ánh sáng tung bay ra. Ở bốn phía trận bàn mơ hồ hiện ra một loại cảnh tượng vặn vẹo, thật giống như không gian bị lôi kéo biến hình. Con người của Đinh Linh Nhi đột nhiên áp xúc, ngơ ngác nhìn. Lúc này, ở nơi nào đó cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Quần sơn vần quanh, lục thủy như họa, một vùng núi non liên miên trùng điệp. Toàn bộ thế núi giống như một con chân long, không ngừng lan ra nguyên khí đất trời. Nếu có người lăng không quan sát, sẽ có một loại ảo giác mãnh liệt, chân long giống như muốn bay lên không, lao vào mây trời. Ở dãy núi chập trùng trong lúc đó, một hồ nước bình tĩnh, giống như một bảo ngọc nạm vào trong đại địa, ưng kích trường không, cá đùa bơi lội, vạn vật ung dung vui sướng. Rất xa, hồ nước này từ kẽ hở của hai đạo sơn mạch chảy đi ra ngoài, không biết dẫn tới phương nào. Toàn bộ hình ảnh, quả thực chính là nơi ở của thần tiên, đặc biệt là khi giữa hồ còn có một tiểu lâu trắng nõn như ngọc. Trên tiểu lâu điêu long ngọc phượng, mơ hồ có từng trận ngũ thải hà quang lan ra, toàn thân như dương chi bạch ngọc, làm nổi bật ra hồ quang như bích, bầu trời như tẩy, hồ thiên một màu, lẫn nhau giao hòa. Ở trong hoàn cảnh xa hoa này, trước lan can tiểu lâu, một trung niên nam tử ăn mặc kiểu văn sĩ,
ngồi ngay ngắn ở trên bạch ngọc đài, thân hình phiêu phiêu, áo bào trắng không dính bụi, thật giống như một giọt sương lăn ở trên lá sen, linh động vạn diệu, lúc nào cũng có thể theo gió mà đi. Hai con mắt của văn sĩ như khép, từng đạo nguyên khí từ quanh thân tản mát ra, hắn nói mỗi một chữ đều phảng phất như diệu pháp chân ngôn, đám người phía dưới lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn nghe như mê như say. Đột nhiên văn sĩ ngừng lại, con người hơi co rụt, kinh ngạc mở tay phải ra, nhất thời một cái bí khí thiên lý phi âm màu vàng hiện lên ở trong lòng bàn tay, nhìn qua so với ân chiêu dương cao cấp hơn rất nhiều. Người phía dưới đều từng cái hơi thay đổi sắc mặt, vào lúc này đưa tin tức cho tam trưởng lão, tất nhiên là chuyện lớn bằng trời. Mọi người có chút sốt sắng lên, từng cái lẫn nhau nói nhỏ suy đoán, không biết vì lẽ gì. Là phía Nam Hỏa Ô Đế quốc ân chiêu dương truyền đến tin tức. Văn sĩ mở miệng nói, ánh mắt dần dần có chút lạnh xuống. Một đám người nghe giảng cảm nhận được khí tức biến hóa trên người văn sĩ, nội tâm thấp thỏm lo âu. Hỏa Ô Đế quốc tại Thiên Vũ Đại Lục chỉ là một phương tiểu quốc, sự tình ở đó có lớn cũng không lớn đi nơi nào. Coi như toàn bộ Vạn Bảo Lâu phân hội bị người san bằng, cũng không cần trực tiếp liên hệ tam trưởng lão. Trong đó có một người là phân quản các nước phía Nam, nhất thời mặt đại biến, vẻ giận dữ hiện lên. Ân Chiêu Dương là cấp dưới trực tiếp của hắn, có chuyện dám vượt cấp đăng báo. Để trong ánh mắt của hắn sát khí lăng nhiên. Vũ Văn Bác hứng hờ nắm lấy ngọc bội màu xanh đang nhấp nháy, một đạo thần niệm nhất thời chảy vào trong đầu của hắn. Cái gì? Bỗng nhiên, vẻ mặt nguyên bản tản mạn đột nhiên ngưng tụ lại, loại dáng vẻ thong dong thanh nhã kia không còn, bật người đứng lên quát một tiếng. Trong tròng mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không thể tin tưởng. Nguyên khí uốn lượn ở quanh người hắn càng là ở dưới gợn sóng này đột nhiên tản ra, hướng về mặt hồ vô biên vô hạn thổi đi, toàn bộ hồ nước như gặp bão lớn, trong nháy mắt sôi trào lên. Tam trưởng lão, chuyện gì? Vị nam tử tên Tạ Vũ Hàng phân quản các nước phía Nam kia rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi, nội tâm càng là có chút thấp thỏm lo âu. Vũ Văn Bác chưa từng có ở trước mặt mọi người thất thố qua như thế. Lẽ nào là phân lâu ở Hỏa Ô Đế quốc xảy ra đại sự? Trong tay Vũ Văn Bác nắm bắt ngọc bài, thần sắc trên mặt biến ảo bất định. Từng vòng nguyên khí ở trên người hắn tản ra, biểu hiện nội tâm hết sức không bình tĩnh. Hắn nhanh chóng ngắt mấy ấn quyết, đánh vào trong ngọc bài, một đạo thần niệm từ trong ngọc bài truyền trở lại. Sau đó, cả người hắn tựa hồ rơi vào một loại ký ức, đứng ở trước lan can dại ra nhìn thiên thủy một màu. Người sau lưng từng cái không dám nói. Nhưng ánh mắt đều là vẻ nghi hoặc, rơi vào trên người Tạ Vũ Hàng, Tạ Vũ Hàng bị nhìn chăm chú đến cả người không thoải mái, trong lòng sợ hãi. Ha ha, ha ha. Thời điểm mọi người ở đây nội tâm suy đoán không ngớt, Vũ Văn Bác đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, thanh âm kia trực tiếp hóa thành từng đạo long ngâm nối liền trời đất, triệt để đánh nát toàn bộ mặt hồ, thủy quang tiếp thiên. Chỉ là mọi người ở sau lưng hắn. Không cách nào nhìn thấy trên gương mặt hắn lưu lại hai hàng thanh lệ, chỉ nghe hắn cười to nói. Ta biết ngươi không có chết. Lúc này còn ở ân chiêu dương thiên thủy quốc vạn bảo thương hội, đang đứng ngồi không yên chờ đợi. Đột nhiên trên ngọc bài trước mặt ánh sáng màu xanh lóe lên, hắn nhất thời cuống quýt nắm ở trong tay, một đạo thần niệm bay thẳng vào trong đầu. Sau khi thần niệm trong ngọc bài bay ra, nhất thời mất đi hết thảy ánh sáng, dạn nứt tan tành, hóa thành bột phấn. Mấy trăm đạo trận pháp khác trên trận bàn cũng trong nháy mắt vỡ ra, trở thành phế phẩm. Sau khi ân chiêu dương tiếp nhận đạo thần niệm kia, sắc mặt bỗng đại biến. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu, thái độ nhất thời trở nên hơi câu nệ cùng cung kính, vẫn như cũ dùng truyền âm nhập mật nói. Tam trưởng lão để ta hỏi một câu, Dạ Lan Ngọa Thính Phong suy vũ, câu tiếp theo là gì? Lý Vân Tiêu cười ha ha, trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy hồi ức, ngâm thanh cười nói. Thiết mã băng hà mộng nhập lai. Chi. Ân chiêu dương hít vào ngụm khí lạnh, vội vàng kinh hoàng bái hạ, cung kính nói. Vạn bảo lâu Hỏa Ô Đế quốc phân lâu hộ pháp ân chiêu dương bái kiến, bái kiến, bái kiến công tử. Hắn liên tiếp nói ba cái bái kiến, nhưng thực sự không biết họ tên đối phương, không thể làm gì khác hơn là nói bái kiến công tử. Lần này hắn cũng không có dùng truyền âm nhập mật, hơn nữa thân thể ngôn ngữ đã nói tất cả. Nhất thời dẫn tới hơn 2.000 người đều dồn dập há hốc mồm, suýt chút nữa chấn động ngất đi. Một tên vũ tông cường giả, dĩ nhiên cúi chào Vân Thiếu. Tất cả mọi người đều cảm giác năng lực chịu đựng của trái tim mình quá kém, ở dưới loại thị giác xung kích này,
hô hấp hết sức khó khăn. Đinh Linh Nhi cùng Vu Dung cũng há hốc miệng, triệt để hóa đá. Mới vừa rồi hai người bọn họ đến cùng đang nói cái gì? Người xung quanh lòng hiếu kỳ bành trướng phát điên, nếu như có thể tiết lộ, thậm chí Đinh Linh Nhi muốn dùng toàn bộ gia sản đi đổi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Đứng lên đi, gọi ta Vân Thiếu là tốt rồi. Vũ Văn Bác nói thế nào? Trên trán Ân Chiêu Dương chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, cẩn thận hồi đáp. Tam trưởng lão nói, nếu đáp không được, liền trực tiếp giết chết cho chó ăn. Nếu đáp ra, thấy người này như thấy tam trưởng lão. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười to lên, lần này hắn không có truyền âm nhập mật, mà là thoải mái nói. Mọi người đều trở về đi thôi, một chuyện hiểu lầm, là người mình. Người mình! Bọn người Tiêu Khinh Vương là một mặt mồ hôi lạnh, cùng đám người Lý Thuần Dương hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Lạc Vân Thường cả người kích động không nổi, thầm nói, nhất định là vậy, vừa nãy hắn nhất định là nói tin tức vị đại nhân kia. Bằng không một tên Vũ Tông Cường giả làm sao có khả năng đột nhiên cúi đầu thần phục. Cổ Phi Dương đại nhân, khi nào Vân Thường mới có thể gặp lại được ngươi? Đều trở về thôi. Trần Đại Sinh ra lệnh một tiếng, nhất thời hơn 2.000 thành viên Thiên Xu dồn dập hướng bốn phương tám hướng tản đi. Duẫn An cũng vung tay lên. Đội một trấn quốc thần vệ cũng cấp tốc tản đi, thật giống như chưa bao giờ tới. Lý Vân Tiêu chỉ vào thi thể trên đất nói. Thật không tiện, cho Ân trưởng lão thêm phiền phức, không chỉ có hỏng quy củ của Vạn Bảo Lâu, sợ là sẽ làm Vạn Bảo Lâu vô cùng phiền phức. Ta thật không biết làm sao bàn giao cho Ân trưởng lão. Ân Chiêu Dương biết hắn ám chỉ, đích hệ tử tôn của Trình gia cùng Huỳnh Dương gia chết thảm tại Vạn Bảo Thương Hội, sợ là Vạn Bảo Lâu cũng không thể tách rời quan hệ. Xác thực là sự tình đau đầu. Nhưng hắn vừa nghĩ tới Vũ Văn Bác truyền tin, nhất thời trái tim yên ổn, có thiên đại sự cũng có mặt trên đẩy, nhất thời một mặt nghiêm nghị nói. Bàn giao, những thi thể này không phải là bàn giao sao? Dám ở Vạn Bảo Thương Hội cướp đoạt, lấy thế đè người, phá hỏng quy củ của Vạn Bảo Lâu, chính là kết cục này. Đinh Linh Nhi cùng Vu Dung té xỉu tại chỗ. Vạn Bảo Lâu được xưng quy củ như sắt, dĩ nhiên cũng sẽ trở mặt. Dĩ nhiên cũng có thể trợn tròn mắt nói dối. Nội tâm hai người hết sức chấn động, bọn họ biết mọi việc đều có chỗ thương lượng. Cái gọi là quy củ như sắt, cũng chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Phải biết coi như là thiết, ở trước sức mạnh to lớn, cũng sẽ một quyền bị đánh nổ. Vào lúc ấy, thiết cũng có thể hòa tan thành thủy. Chi, Ninh Linh Nhi cùng Vu Dung đều đồng thời nghĩ đến điểm ấy, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nội tâm nhấc lên cơn sóng thần. Phải biết Vạn Bảo Lâu ở Hỏa Ô Đế Quốc mấy trăm năm đều chưa bao giờ làm hỏng quy củ. Coi như là Tụ Thiên Tông ở sau lưng Hỏa Ô Đế Quốc, cũng không cho nửa phần mặt mũi. Này, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lý Vân Tiêu có sức mạnh để quy củ của Vạn Bảo Lâu hòa tan thành thủy. Ân Chiêu Dương vỗ tay một cái, nhất thời mấy chục võ giả xông tới, hắn chỉ vào thi thể trên đất lạnh lùng nói. Huỳnh Dương gia Huỳnh Dương Kiệt cùng Trình gia Trình Phi xế dám phá hoại quy củ, chết chưa hết tội. Sửa sang thi thể của hai người này một chút, đưa trở về cho Hỏa Ô Đế Quốc. Còn lại kéo ra ngoài thành thiêu hủy. Vâng. Những võ giả kia cùng kêu lên quát, bắt đầu thu lại thi thể. Ân Chiêu Dương hiện ra khuôn mặt tươi cười hướng Lý Vân Tiêu hỏi. Vân Thiếu còn có gì phân phó? Bọn người Tiêu Khinh Vương cùng Lý Thuần Dương ở một bên thực sự không nhìn nổi. Dồn dập nghiêng đầu sang chỗ khác. Một tên Vũ Tông Cường giả ở trong lòng bọn họ là chí cao vô thượng, dĩ nhiên ăn nói khép nép như vậy. Này, này vẫn là Vũ Tông sao? Nếu không phải vừa nãy hắn vừa ra tay liền chấn động hơn 2.000 người, bằng không sẽ không ai dám tin tưởng. Lý Vân Tiêu cười nói. Không sao rồi, đa tạ Ân trưởng lão. Nếu như có cần giúp đỡ, ta liền tới tìm Ân trưởng lão, đến thời điểm đó đừng từ chối mới phải a. Không dám, không dám. Ân Chiêu Dương vội vàng phất tay lắc đầu nói, hắn nghĩ một chút, từ trong giới chỉ lấy ra một tấm thẻ màu vàng óng đưa cho Lý Vân Tiêu nói. Vân Thiếu, đây là kim bài quý khách của Thương hội Liên minh, ngươi dựa vào tấm thẻ này, có thể ở bất kỳ thương hội nào trong Liên minh lấy 30% ưu đãi. Lấy thân phận của Vân Thiếu, tự nhiên nên nhận thẻ càng cao cấp mới phải. Nhưng ta chỉ là một hộ pháp trưởng lão phân hội nho nhỏ, chỉ có thể phát ra kim bài. Ánh mắt Lý Vân Tiêu sáng lên, cười híp mắt cất đi. Đây chính là thứ tốt, đa tạ. Ân Chiêu Dương thấy hắn nhận lấy,
nội tâm cũng âm thầm đắc ý, cuối cùng cũng coi như bán chút giao tình. Người có thể làm cho tam trưởng lão coi trọng như vậy, trên thiên vũ đại lục này có thể có mấy cái. Hiện tại tuy rằng thiếu niên này tuổi trẻ, nhưng ngày sau tất nhiên cũng là nhân vật bay lượn cửu thiên, hiện tại nịnh bợ mới là chính đạo. Thời điểm người ta hóa thân thành long, mới sẽ không nhìn ngươi đây này. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động, dò hỏi. Vạn Bảo Lâu có thần vũ tịnh tinh cùng Lưu Âm Vụ không? Ân Chiêu Dương cười nói. Chỉ cần là thiên hạ này có, Vạn Bảo Lâu ta khẳng định có. Coi như hỏa ô phân bộ tạm thời khuyết hàng, cũng có thể từ những nơi khác điều phối lại. Ta chỉ là phụ trách công tác hộ pháp, trong ngày thường đối với những chuyện kia không rõ ràng lắm, ta sẽ cho người đi tra một chút. Hắn đang muốn dặn dò thủ hạ, đột nhiên Đinh Linh Nhi nhanh chân tiến lên phía trước nói. Vân Thiếu, thần vũ tịnh tinh cùng Lưu Âm Vụ trong thiên nguyên thương hội chúng ta có sẵn, ta sẽ sai người đưa tới cho ngươi. Sắc mặt Ân Chiêu Dương khẽ đổi, tức giận nhìn nàng một cái, dĩ nhiên đoạt cơ hội nịnh hót của mình, vội vàng nói. Vân Thiếu, đồ vật đồng dạng trong Vạn Bảo Lâu chúng ta, phẩm chất khẳng định so với thương hội khác cao hơn, ta đi dặn dò thủ hạ tìm. Đinh Linh Nhi cướp nói. Vừa nãy ta liền đưa tin xuống, hiện tại thủ hạ đang trên đường đưa tới, chốc lát liền đến. Ngươi! Ân Chiêu Dương tức giận đến sắc mặt đỏ chót, mình nghĩ tất cả biện pháp kết giao thiếu niên tiền đồ vô lượng này, Đinh Linh Nhi kia lại không biết tốt xấu, tức giận đến phổi cũng lồi lên. Nếu không có Lý Vân Tiêu ở đây, sợ là đã trực tiếp ra tay đá nàng bay mất. Được rồi, ý tốt của ân trưởng lão ta chân thành ghi nhớ. Vậy dùng của Linh Nhi tiểu thư đi. Lý Vân Tiêu làm sao không biết ý của hắn, nở nụ cười. Trên mặt Đinh Linh Nhi nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Kỳ thực nội tâm của nàng cũng phát khổ hết sức, nguyên bản tìm đến Lý Vân Tiêu cũng có chuyện muốn nhờ. Vốn tưởng rằng dựa vào tên tuổi cùng thực lực của Thiên Nguyên Thương Hội mình, thu phục đối phương khẳng định là chuyện dễ như trở bàn tay, then chốt ở chỗ nhìn xem đối phương có đáng giá được bản thân thu hay không. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn không có chuyện như vậy. Ngay cả Vạn Bảo Thương Hội hộ pháp trưởng lão cũng phải cẩn thận nịnh nọt hắn, Thiên Nguyên Thương Hội của mình lại là cái quái gì? Lần này nội tâm một điểm hư vinh cũng không còn, thấp thỏm bất an. May là linh cơ ứng biến, tạm thời được đối phương hảo cảm. Đám người Lý Thuần Dương một mực yên lặng ở bên cạnh không nói, cũng đã không biết nói cái gì. Mình phát động lực lượng toàn quốc, đem toàn bộ Thiên Thủy Quốc lật mấy lần cũng không thể được đồ vật, bây giờ lại có hai thương hội giành trước cướp sau cầu đưa ra. Không muốn còn không cao hứng. Hiện tại bọn họ muốn biết nhất chính là Lý Vân Tiêu đến cùng nói với Ân Chiêu Dương cái gì, đã làm tốt chuẩn bị trở lại thẩm vấn. Đúng rồi. Ân Chiêu Dương vội vàng lấy ra một tấm ngọc bài màu vàng đưa cho Lý Vân Tiêu nói. Vân Thiếu, đây là lệnh bài quý khách của buổi đấu giá ngày kia, đến thời điểm đừng quên tới tham gia, lần đấu giá này đồ vật còn đang không ngừng gia tăng, chờ cuối cùng quyết định ta sẽ ngay lập tức cho người đưa tới chỗ Vân Thiếu. Hắn nói xong còn không quên mạnh mẽ chừng Đinh Linh Nhi một chút, lộ ra một nụ cười chiến thắng, ánh mắt kia hoàn toàn chính là đang nói vật này các ngươi tổng không có chứ. Lý Vân Tiêu có chút không thích ứng, không nghĩ tới liên hệ Vũ Văn Bác một hồi liền sản sinh phản ứng lớn như vậy, sau khi nói cảm ơn liền không còn hứng thú gì, cùng mọi người đồng thời dẹp đường hồi phủ. Nhưng hai người Đinh Linh Nhi cùng Vu Dung lại theo ở phía sau rất xa, để trong lòng Lý Vân Tiêu cười khổ một trận. Vẫy vẫy tay liền đồng thời mang hai người về Lý Phủ. Mọi người vốn định tiến hành thẩm vấn với Lý Vân Tiêu, thấy có người ngoài ở đây cũng không tiện tức giận, từng cái cụt hứng trở về phòng tu luyện. Lý Vân Tiêu mang hai người Đinh Linh Nhi tới phòng nghị sự, nhẹ giọng nói. Có chuyện gì nói đi, ta rất bận. Lúc này Đinh Linh Nhi mới lấy dũng khí, căng thẳng nói. Thiên Nguyên Thương Hội chúng ta đang đối mặt nguy cơ, muốn tìm Vân Thiếu ra tay hỗ trợ. Thù lao nhất định để ngươi thỏa mãn. Nguyên bản là một loại tư thái cao cao tại thượng, muốn tới xem Lý Vân Tiêu đến cùng có đáng giá để nàng lôi kéo hay không. Hiện tại lại biến thành dáng dấp khẩn cầu, thấp thỏm bất an, sợ bị đối phương từ chối. Thù lao cũng không dám nói thẳng, chỉ cần đối phương đáp ứng, nhiều hơn nữa cũng phải chịu. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên trầm tư một chút, mở miệng nói. Lẽ nào năm nay lại là thời gian tổ chức thương minh lưỡng hội? Đinh Linh Nhi cả kinh, lập tức cười khổ nói. Vân Thiếu quả thực không phải người bình thường, ở tại Thiên Thủy Quốc, dĩ nhiên cũng có thể biết thương minh lưỡng hội. Vậy hẳn phải biết khốn cục của Thiên Nguyên Thương Hội. Lý Vân Tiêu trầm tư nói.
ta cũng không phải là người của Thiên Nguyên Thương hội các ngươi, làm sao hỗ trợ? Đinh Linh Nhi cười nói. Đây chỉ là vấn đề nhỏ, đến thời điểm tùy tiện cho Vân Thiếu một cái thân phận liền được. Còn có khoảng nửa năm thời gian, lần này tổ chức ở Tống Nguyệt Dương Thành. Tống Nguyệt Dương Thành. Lý Vân Tiêu cau chân mày lại, quả quyết nói. Được, ta đáp ứng các ngươi. Có điều lấy thù lao trước, nửa năm sau ta có thể đến. Vu Dung bất mãn nói. Lấy thù lao trước, chúng ta sao biết nửa năm sau ngươi có chơi xấu hay không? Hoặc là nửa năm sau ngươi có còn sống hay không? Ha ha! Lý Vân Tiêu cười nói. Vu tiên sinh thấy ta đắc tội Huỳnh Dương gia cùng Trình gia, tất nhiên cho rằng ta chắc chắn phải chết đúng không? Hắn sầm mặt lại, làm cái thủ thế tiễn khách, lãnh đạm nói. Xin mời, không tiễn. Đinh Linh Nhi trách cứ chừng Vu Dung một chút, vội vàng cười làm lành nói. Vân Thiếu đừng nghe Vu lão nói bậy, ngay cả Vạn Bảo Lâu cũng phải nhìn sắc mặt Vân Thiếu làm việc, chỉ là Huỳnh Dương gia cùng Trình gia lại tính cái gì. Chỉ là không biết Vân Thiếu yêu cầu thù lao là. Lý Vân Tiêu hơi trầm tư, ngâm tiếng nói. 50 huyền phù chiến xa. Cái gì? Vu Dung suýt chút nữa cắn đầu lưỡi mình, trực tiếp nhảy lên cả giận nói. Người coi huyền phù chiến xa là gỗ làm ra sao, 50 chiếc huyền phù chiến xa cấp bậc thấp nhất cũng là cấp 4, 50 chiếc tương đương với 50 kiện bảo vật cấp 4, người biết giá trị bao nhiêu tiền không? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nói. Bao nhiêu tiền còn cần ngươi đến dạy ta? Không ra được liền cút đi. Nhớ, là các ngươi cầu bản đại thiếu, không phải bản đại thiếu cầu các ngươi. Bổn thiếu gia thấy ngươi liền khó chịu, hiện tại tăng giá, chỉ ít 100 chiếc, bằng không cút đi. Nghĩ kỹ lại tới tìm ta rất bận. Lý Vân Tiêu đầu cũng không quay, liền trực tiếp mặt lạnh lùng muốn đi. Ngươi, Vu Dung giận dữ, mình là Vũ Vương Tôn Sư cao cao tại thượng, hắn dĩ nhiên không bán chút mặt mũi, trực tiếp phiến mặt. Điều này làm cho hắn làm sao nuốt được cơn giận này. Khí thế trên người chợt bộc phát ra, đang muốn ra tay, đột nhiên từ bên ngoài một luồng sát ý càng mạnh hơn ngăn trở khí thế của mình, uy thế đè ép lại đây, trực tiếp khóa chặt hắn. Bát tinh Vũ Vương đỉnh cao. Vu Dung chấn động trong lòng, lúc này mới nhớ tới trong đối phương xác thực có vị cường giả như vậy, nhất thời xứng tại chỗ ở đó, lên cũng không phải, không lên cũng không phải, lúng túng đến cực điểm. Đinh Linh Nhi nhìn Lý Vân Tiêu sắp rời đi, cắn răng xông lên nói. Vân Thiếu, nếu ngươi có thể bảo đảm nửa năm sau Thương Minh Lưỡng Hội thắng lợi, ta liền cho ngươi 50 chiếc huyền phù chiến xa. Thân thể Lý Vân Tiêu hơi ngừng lại, quay đầu lạnh lùng nói. Ta muốn huyền phù chiến xa, các ngươi cũng biết nguyên nhân, nhưng không có huyền phù chiến xa, thiếu gia ta vẫn có biện pháp. Còn có chính là Thương Minh Lưỡng Hội, ta nhất định lấy số 1 trở về cho ngươi. Để cho Thiên Nguyên Thương hội các ngươi trực tiếp tiến vào ban trị sự. Thế nhưng, hiện tại là 100 chiếc, không phải 50 chiếc. Hai mắt Đinh Linh Nhi tuôn ra tinh mang, tâm thần chấn động mạnh, thất thanh nói. Số 1, ngươi nói là thật sự, có chắc chắn hay không? Hừ, Lý Vân Tiêu lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Nửa năm sau võ đạo của ta chí ít bước vào tứ thượng cảnh vũ quân, mà thuật luyện chi đạo cũng chí ít có thể đạt đến cấp 4 đỉnh phong. Thử hỏi thế hệ trẻ tuổi trong toàn bộ Thương Minh, có thể thắng được ta sẽ có 7 cái sao? Cái gọi là Thương Minh Lưỡng Hội, chỉ chính là võ đạo đại hội cùng thuật đạo đại hội, dùng để khảo sát tiềm lực thành viên Thương Minh, từ đó tiến hành phân chia quyền lực. Đây là ban đầu Thương Minh thành lập liền định ra quy tắc. Mỗi lần Thương Minh đại hội, 7 thành viên trị sự có ít nhất 1-2 nhà sẽ thay đổi, mà ban trị sự của 20 gia biến hóa càng là bình thường. Nguyên bản thương hội chỉ là người trên phương diện làm ăn, nhưng năm gần đây theo Thương Minh không ngừng lớn mạnh, đã mơ hồ trở thành một trong những siêu cấp thế lực trên đại lục. Vì lẽ đó cũng bắt đầu hướng thực lực phái phát triển, đối với sát hạch ban trị sự đã biến thành võ đạo cùng thuật đạo, hơn nữa quy định nhất định phải là thành viên lệ thuộc vào thương hội, tuổi không được vượt qua 30. Như vậy mới có thể cho thấy tình huống tiềm lực tương lai của thương hội. Lần này Thiên Nguyên Thương hội ở trong ban trị sự của Thương Minh 20 nhà, thực lực đã xếp hạng đếm ngược 3 tên, thành mục tiêu cho thương hội quật khởi sau nhòm ngó. Vì lẽ đó phụ thân của Đinh Linh Nhi, càng là nghĩ tất cả biện pháp chung quanh mời chào thanh niên Tuấn Kiệt. Đinh Linh Nhi tâm thần chấn động mạnh, cả kinh nói. Nếu trong vòng nửa năm thật có thể đạt đến trình độ như thế, này tiến vào 7 gia trị sự cũng có hy vọng.
chỉ là Vân thiếu ngươi làm sao có thể cho ta một bảo đảm đây? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, ngưng tiếng nói. Nếu không thể thay các ngươi xâm nhập vào thành viên ban trị sự Trường Kỳ, hôm nay cầu thù lao, gấp 10 lần xin trả. Lấy tiềm chất của hắn, nếu như có thể bước vào vũ quân cảnh giới, chí ít có thể chống lại vũ vương cường giả. Mà thuật luyện chi đạo càng không cần nói, 30 tuổi trở xuống, có thể vượt qua hắn càng thêm ít ỏi. Được. Trong mắt Đinh Linh Nhi lộ ra vẻ điên cuồng, thân thể hơi có chút không nhịn được bắt đầu run rẩy, kích động nói. Lần này ta đánh cuộc, chỉ là 100 chiếc huyền phù chiến xa, trong ngắn hạn thiên nguyên thương hội ta căn bản không bỏ ra nổi, coi như là thu mua, cũng phải cho ta thời gian nhất định mới được. Lý Vân Tiêu hơi trầm tư, lắc đầu nói. Không có thời gian để cho các ngươi thu mua, hiện nay có bao nhiêu chiếc? Trong lòng Đinh Linh Nhi tính toán nói. Đại khái hơn 30 chiếc, còn có 3 chiếc hổ vương huyền phù chiến xa cấp 5. Ồ! Lý Vân Tiêu trong mắt sáng ngời, huyền phù chiến xa cấp 4 bình thường gọi là thanh lang chiến xa, cao hơn lại trở thành hổ vương chiến xa, hắn mừng lớn nói. 3 chiếc này ta muốn, liền chống đỡ 30 chiếc thanh lang chiến xa, còn lại dùng linh thảo dược liệu cấp 4 hoặc là huyền binh cấp 4 cho đủ số đi. Đinh Linh Nhi tính toán một chút liền đồng ý, 100 sản phẩm cấp 4 thuật luyện, xác thực là con số trên trời, mặc dù là lực lượng một quốc gia cũng chưa chắc có đại tài vận như thế. Nhưng đối với thiên nguyên thương hội giờ khắc này mà nói, nhiều hơn nữa cũng phải cho. Không nói trở thành thành viên ban trị sự có quyền lợi cùng tiện lợi khó có thể tưởng tượng, một khi từ vị trí thành viên ban trị sự ngã xuống, kết quả kia chính là tường đổ mọi người đẩy, thương hội khác đều sẽ thừa cơ đến cướp đoạt số lượng thương mại, kỳ trước thương hội từ vị trí thành viên ban trị sự lui ra, không có chỗ nào mà không phải là sau đó trong vòng mấy năm bị thương hội khác nuốt chừng, hoàn toàn biến mất khỏi thiên vũ đại lục. Vì lẽ đó thiên nguyên thương hội đến thời khắc sống còn, không còn đường lui có thể đi, làm cho Đinh Linh Nhi không thể không liều mạng đánh cược. Tiểu thư, lão nô có tội, để thương hội vô duyên vô cớ trả giá nhiều gấp đôi. Sau khi ra khỏi phủ thành chủ, tâm tình của Vu Dung dị thường thấp, nghĩ đến vì mình, liền nhiều ra gấp đôi đồ vật giá trên trời, cả người bi phẫn không chịu nổi, lửa giận không chỗ phát tiết. Không có chuyện gì. Đinh Linh Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Nếu thương hội có thể vượt qua lần nguy cơ này, những đồ vật kia lại tính là cái gì? Nếu thất bại, những đồ vật này sớm muộn sẽ không còn. Cho Lý Vân Tiêu nhiều chút cũng được, để hắn thiếu ân tình của chúng ta, cũng có thể trợ giúp hắn trưởng thành càng nhanh hơn, cuối cùng vẫn là đối với chúng ta có lợi. Vu Dung cảm kích tột đỉnh, mình phạm vào tội nặng như vậy, tiểu thư lại còn vì mình giải vây, nhất thời có tâm tình máu chảy đầu rơi cũng không cần báo đáp. Hắn áy náy nói. Nhưng Lý Vân Tiêu nói nửa năm sau lên cấp vũ quân cùng cấp 4 thuật luyện sư, này quá khó có thể tưởng tượng, ta cảm thấy người này quá mức sốc nổi, không dựa dẫm được a. Trong ánh mắt của Đinh Linh Nhi cũng lướt qua một tia mê hoặc. Nhưng tin tức của Lý Vân Tiêu này là Vu lão ngươi tự mình phụ trách điều tra, cũng là ngươi nói cho ta hắn trong mấy tháng ngắn ngủi liền từ một phế vật võ đạo biến thành tứ tinh võ sư, càng thêm kinh khủng chính là thuật luyện sư cấp 3. Theo tốc độ như thế này xuống. Lên tứ tượng cảnh vũ quân cùng thuật luyện sư cấp 4 cũng không cần rất lâu. Vu Dung sững sờ, nhất thời trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Nhưng mà, tuy rằng điều tra kết quả như vậy, nhưng cũng quá bất hợp lý, chính ta cũng không dám tin tưởng a. Đinh Linh Nhi trầm tư một trận, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ giọng nói. Coi như hắn không thể đạt đến trình độ như thế, cũng không liên quan. Toàn bộ thương minh. Trong người trẻ tuổi dưới 30, có thể đạt đến thuật luyện sư cấp 3 có mấy cái. Chỉ cần ở thuật luyện chi đạo tỉ thí, hắn có thể ổn định trận tuyến liền đủ rồi. Còn võ đạo, trong mắt nàng xẹt qua một tia tinh mang, một luồng tự tin tuyệt đối hiện lên ở trên mặt, lãnh đạm nói. Còn có nửa năm, đầy đủ ta đột phá đến ngũ hành cảnh vũ vương. Ngay khi Đinh Linh Nhi cùng Vu Dung đi rồi, Tiêu Khinh Vương mới từ bên ngoài đi vào, đầy mắt đều là vẻ khiếp sợ. Khó mà tin nổi cả kinh nói. Chỉ đơn giản như vậy, liền lấy 100 sản phẩm thuật luyện cấp 4. Vân thiếu, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hừ, hiện tại không phải là thời điểm nằm mơ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Xem ra thiên nguyên thương hội xác thực là đến trên vách đá treo leo, bằng không kiên quyết sẽ không thoải mái đáp ứng như thế. Có điều, nếu không phải ta ở dưới tình thế bức bách, chắc chắn sẽ không vẻn vẹn là cái giá này.
Tiêu Khinh Vương cũng là một mặt trầm trọng, lo lắng nói. Ngươi nói là việc Huỳnh Dương gia cùng Trình gia, giết người của bọn họ, lấy tính cách của hai đại thế gia này, tất nhiên sẽ không giảng hòa. Chúng ta phải làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Huỳnh Dương gia còn nói được, tuy rằng cũng là đại thế gia của Hỏa Ô đế quốc, nhưng Viêm Vũ Thành có bọn họ, chí ít cũng có thể chống đỡ. Nhưng Trình gia chính là đại thế gia sừng sững hơn 1000 năm của Hỏa Ô đế quốc, gốc gác sâu không lường được, coi như là nghiêng lực lượng của cả Thiên Thủy quốc, cũng chưa chắc có thể chống lại. Đây mới là địa phương hắn lo lắng nhất. Không cần lo lắng quá mức, ta tự có kế hoạch. Trong mắt Lý Vân Tiêu lộ ra thần sắc hết sức tự tin. Tiêu Khinh Vương không biết sự tự tin của hắn đến từ nơi nào, chỉ có thể thở dài nói. Chỉ mong như vậy đi, ngược lại bộ xương già này của ta, thời điểm ngươi cần cứ hô một tiếng là được. Đáng tiếc thương thế của ta vẫn không cách nào trừ tận gốc, tu vi đời này khó có thể tinh tiến, sau này giúp ngươi sợ là cũng có hạn. Ha ha, Khinh Vương không cần tự ti. Lý Vân Tiêu cười to lên, trong mắt lướt qua một tia thần thái, khẽ cười nói. Trong vòng một tháng, ta không chỉ triệt để chữa khỏi hàn độc của ngươi, hơn nữa cho ngươi trực tiếp đột phá đến lục hợp cảnh Vũ Tông. Cái gì? Tâm thần của Tiêu Khinh Vương chấn động mạnh, trong hai mắt giật mình nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Tuy rằng Lý Vân Tiêu thường thường khẩu ra kinh người, nhưng lần này là tình huống của mình rõ ràng nhất. Nhưng mỗi lần sau khi hắn ăn nói ngông cuồng, thường thường đều có thể nói được làm được, nhưng lần này. Lý Vân Tiêu giả vờ thần bí nở nụ cười. Đến lúc đó tự nhiên hiểu được. Tiêu Khinh Vương cười khổ lắc đầu, căn bản không tin tưởng trực tiếp rời đi, nhưng nội tâm hắn lại dâng lên một loại chờ mong vô hạn. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, sắc mặt liền dần dần bình tĩnh lại, hắn lấy ra một khối ngọc bài, đem một đạo thần niệm truyền vào trong đó, đồng thời gọi lão gia tử lại nói. Ngài mau chóng đưa khối ngọc bài này giao cho Trương Thanh Phàm. Lý Thuần Dương biết can hệ trọng đại, không dám lười biếng, vội vàng lên đường lao về thủ đô. Làm xong những chuyện này, Lý Vân Tiêu gọi Cổ Vinh cùng đi ra phủ thành chủ, ở trong thành bắt đầu đi dạo. Trước mắt quan trọng nhất chính là phải thấu hiểu tình huống của Viêm Vũ Thành, nguyên bản còn dự định làm thành chủ Thanh Nhàn chỉ để ý tiền tài, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải toàn diện tiếp thu. Bên kia là nơi nào? Lý Vân Tiêu đứng trên kiến trúc cao nhất của Viêm Vũ Thành, chỉ vào một mảnh thanh sơn chập trùng ngoài thành, cách xa mấy chục dặm, hỏi Ngô Tử Thực ở bên cạnh. Ngô Tử Thực sau khi về nhà ngủ tỉnh lại, mới biết mình không phải nằm mơ. Hắn mừng rỡ như điên đang muốn cùng người nhà chia sẻ tin tức tốt này, liền bị Lý Vân Tiêu bắt đi ra, bỏ đến chỗ cao nhất trong thành. Hắn liếc mắt nhìn liền cung kính hồi đáp. Bẩm Vũ Thành Vương, tòa sơn phong cao nhất kia gọi là Tề Vân Sơn. Toàn bộ sơn mạch cũng gọi là Tề Vân Sơn Mạch, nghe nói bên trong có không ít yêu thú hoành hành. Hộ săn bắn cùng người hái thuốc phổ thông đều chỉ dám ở ngoại vi sơn mạch hoạt động. Có yêu thú? Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày nói. Vậy ngươi có biết, bên trong Tề Vân Sơn này có môn phái thế gia nào hay không? Ngô Tử Thực sững sờ, hắn chỉ là người bình thường, phản ứng đầu tiên chính là ngoại trừ hộ săn bắn ra, ai sẽ ở trong ngọn núi? Nhưng rất nhanh phản ứng lại, biết Lý Vân Tiêu nói là loại tồn tại vũ lực thông thiên kia, nhất thời lắc đầu nói. Ta đây không biết, có điều thường xuyên nghe nói ở trong núi tựa hồ có sự tình gặp phải cao nhân. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, tự nhủ. Tuy rằng sơn mạch này linh khí không sánh được các đại sơn mạch, nhưng ở Thiên Thủy Quốc cũng coi như là địa phương không bình thường. Đã có yêu thú, vậy 8-9 phần 10 cũng có môn phái thế gia ở bên trong. Từ nồng độ linh khí đến xem. Sẽ không phải nhân vật lợi hại gì. Tạm thời mượn linh khí của bọn họ dùng một lát. Mượn linh khí. Phía sau Cổ Vinh ngạc nhiên nói. Vân Thiếu, linh khí này làm sao mượn, còn thuộc về ai sao? Lý Vân Tiêu ngửa mặt lên trời nở nụ cười, lạnh nhạt nói. Ngươi mang theo 2000 thành viên thiên su lấy tốc độ nhanh nhất ở dưới Viêm Vũ Thành bày xuống 3 cái đại trận này cho ta. Hắn cong ngón tay búng một cái. 3 tấm trận pháp đồ nhất thời phi bắn tới. Cổ Vinh vội vàng tiếp được, thần sắc kích động vội vàng nhìn xem. Mỗi lần Lý Vân Tiêu để hắn làm lao động, tương ứng luôn có thể được lợi ích to lớn. Cửu Long Nhiếp Linh trận, Thái Hư Thiên Đô bảo trận, Đại Nhật Kim Quang kiếm trận. Này, này là trận pháp gì a? Chưa từng nghe qua. Cổ Vinh có chút choáng váng, nhìn phương pháp bố trí phức tạp trên những trận đồ kia, phản ứng đầu tiên chính là choáng váng đầu.
Lý Vân Tiêu giải thuật nói. Cửu Long Nhiếp Linh Trận có thể hội tụ linh khí bát phương rót vào trong Viêm Vũ Thành. Ta nhìn một chút, chung quanh đây không có linh sơn bảo địa gì, chỉ có Tề Vân Sơn mạch còn có chút linh khí, vì lẽ đó trận pháp này ta hơi cải biến một chút, chỉ định phương hướng hấp thu linh khí. Thái Hư Thiên Đồ Bảo Trận cùng Đại Nhật Kim Quang Kiếm Trận, đều thuộc về hộ sơn đại trận của môn phái, một thủ một công, ta cũng đơn giản hóa rất lớn. Hộ sơn đại trận. Cổ Vinh kinh hãi, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, những môn phái tuyệt cường mới có a. Chí ít cũng là đại phái truyền lưu hơn 1000 năm mới sẽ có hộ sơn đại trận, toàn bộ Hỏa Ô Đế quốc sợ cũng chỉ có Tụ Thiên Tông mới có. Không nghĩ tới hiện tại lập tức lấy ra hai bản. Ta chỉ là một thuật luyện sư cấp 2 nho nhỏ, có thể bố trí xuống sao? Trong lòng Cổ Vinh thấp thỏm bất an, chỉ lo mình đem sự tình đập phá. Hai bộ đại trận này nếu là trận đồ hoàn chỉnh, mỗi cái đại trận đều có 3600 đạo cấm chỉ, 108 loại biến hóa, dù là bát hoang cảnh vũ tôn cường giả đặt mình trong đó, cũng chỉ có một con đường chết. Lý Vân Tiêu nhìn Cổ Vinh đã bị chấn động đến mức há to miệng, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Không nói hiện tại không có năng lực bày trận này, coi như có năng lực, tiêu hao nguyên thạch cũng là khó có thể đánh giá. Vì lẽ đó trận đồ này của ta chỉ có 18 đạo cấm chỉ, một loại biến hóa. Chỉ có thể tạo được hiệu quả phòng ngự cùng công kích đơn giản, nhưng dù vậy, cũng là thủ đoạn hiếm thấy hiện nay. Lý Vân Tiêu từ trong giới chỉ lấy ra một cái túi đựng đồ ném tới, nghiêm mặt nói. Từ giờ trở đi, hết thảy nguyên thạch đều do ngươi tùy ý chi phối, nếu còn chưa đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi ta lấy. Hắn xoay người lại, lấy ra một cái túi đựng đồ khác, đưa cho Ngô Tử Thực nói. Thừa dịp Vạn Bảo Thương Hội hiện tại, thay ta đem những vật này toàn bộ hối đoái thành nguyên thạch. Tuy rằng Ngô Tử Thực nghe không hiểu bọn họ nói chuyện, nhưng cũng biết là chuẩn bị làm một việc lớn, mà chuyện này cực kỳ tiêu hao nguyên thạch. Hắn tiếp nhận túi chứa đồ vừa nhìn, nhất thời cả người run lên một cái, suýt chút nữa trực tiếp từ trên lầu cao ngã xuống. Bên trong các loại kỳ chân dị bảo hắn không nhận ra, nhưng kim tệ chồng chất như núi, lại đâm ánh mắt hắn đau đớn. Trời ạ, ta trưởng quản tài chính thành thị giàu có nhất của Thiên Thủy Quốc, xưa nay cũng chưa từng thấy nhiều kim tệ như vậy a. Thiên, trước đây Vũ Thành Vương này là làm cái gì? Từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Không nghĩ tới Vũ Thành Vương đối với ta tín nhiệm như vậy, của cải khổng lồ như thế cũng không thèm nhìn nhiều, liền giao cho ta quản, nhất định phải làm ra chút thành tích, không thể phụ lòng Vũ Thành Vương đối với ta thưởng thức cùng tín nhiệm. Cổ Vinh là bị tri thức của Lý Vân Tiêu chiết phục, nội tâm điên cuồng hò hét lên, ông trời. Hắn lại biết trận pháp giết chết Vũ Hoàng Cường giả. Những trận pháp này ta nhất định phải học, lần này bản giản dị nhất định phải viên mãn bố trí ra, như vậy mới có thể được Vân Thiếu liếc mắt nhìn, mới có thể truyền cho ta đồ vật càng thâm ảo. Hai người đều là tâm tư giống nhau, đều nhiệt tình 10 phần, tinh thần sung mãn, hận không thể lập tức liền bắt đầu ra tay. Lý Vân Tiêu an bài xong, liền để cho hai người lập tức đi làm, mình thì trở lại trong phủ thành chủ. Mộng Vũ từ lâu chờ đợi ở cửa, vừa thấy Lý Vân Tiêu vội vàng tiến lên nghênh tiếp nói. Vân Thiếu, vừa nãy Thiên Nguyên Thương Hội phái người đưa tới Thần Vũ Tịnh Tinh cùng Lưu Âm Vụ, còn có Vạn Bảo Lâu đưa tới danh sách buổi đấu giá. Lý Vân Tiêu tiếp nhận đồ vật liếc mắt nhìn, liền để vào trong giới chỉ, đột nhiên cười nói. Vừa vặn, ta ở trong phủ thành chủ khuyết một quản gia. Liền giao cho Mộng Vũ ngươi làm đi. A, quản gia, ta. Mộng Vũ ngẩn ra, lập tức giật mình nói. Không, 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 ta làm sao có thể làm, chuyện này rất trọng yếu. Được rồi, ta nói ngươi làm thì ngươi làm là được. Trong con ngươi Lý Vân Tiêu lóe lên thần quang, kiên định nói. Có điều quản lý công việc hàng ngày chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là tu luyện. Bình thường việc nhỏ ngươi toàn bộ phân phối cho hạ nhân làm liền được, đại sự mới tự mình ra tay. Không chờ Mộng Vũ từ chối, Lý Vân Tiêu liền cười đi về phòng của mình. Mộng Vũ ngơ ngác đứng ở đó, trong đầu rất nhanh suy nghĩ lung tung lên, việc trọng yếu như vậy cũng giao cho ta, làm quản gia chẳng phải chính là quản lý sinh hoạt hàng ngày của hắn sao? À, chẳng lẽ Vân Thiếu coi trọng ta? Làm sao có thể chứ? Lạc Vân Thường lão sư cùng Tần Như Tuyết công chúa là mỹ nhân tuyệt sắc cùng thân phận cao quý mới xứng với Vân Thiếu, ta tính là gì? Ân, có điều cũng rất có khả năng a, dù sao ngày đó hắn còn sờ soạng ta như vậy. Ai nha, gay gâu, nếu hắn muốn ta thị tẩm thì làm sao bây giờ?
Trên mặt của nàng nhất thời đỏ lên, trong đầu chính là một dấu chấm hỏi to lớn hiện ra, nghĩ đến hồi lâu, rốt cục ai oán thở dài nói. Chỉ có thể đi theo hắn, còn có thể làm sao? Đi theo hắn, đi theo ai vậy, tỷ? Chẳng biết lúc nào Mộng Bạch xuất hiện ở trước mặt nàng, tò mò hỏi. Tỷ, làm sao trên mặt ngươi lại đỏ lên? Ta phát hiện gần đây ngươi thường thường bị sốt a. Đi chết. Mộng Vũ e thẹn bổ tới một trường, không hề nể mặt mũi. Dĩ nhiên nghe lén ta nói, ngươi nghe được bao nhiêu? Mau mau bàn giao. Ta nào có nghe lén a. Mộng Bạch một mặt oan ức, vội vàng lui người về phía sau, cả người bay đi, giải thích. Ta đứng ở trước mặt ngươi mấy phút, ngươi cũng không nhìn thấy ta, khẳng định là bị sốt rất nặng. Ngươi còn nói. Mộng Vũ sốt sắng, nghĩ đến đối phương dĩ nhiên ở bên cạnh mình đứng mấy phút, này chẳng phải là nghe hết. Nhất thời cái cổ cũng đỏ, liều mạng đuổi theo đánh một trận. Hai tỷ muội thực lực tương đương, rất nhanh liền đánh thành một đoàn, hì hì cười cười, ở trong phủ chạy lên chạy xuống. Lý Vân Tiêu trở lại phòng ngủ của mình, mở ra danh sách vật phẩm mà Vạn Bảo Lâu đưa tới, nhìn kỹ lên, trong mắt không ngừng lộ ra ánh sáng kinh dị. Rất nhanh hết thảy đồ vật đấu giá đều ấn vào trong đầu của hắn. Hắn đứng ở đó lẩm bẩm cười khổ nói. Thứ tốt không ít, chỉ là tiền thiếu. Hắn lại mở danh sách nhìn mấy lần, lúc này mới khép lại, trong mắt ánh sáng lấp lóe, tựa hồ có tính toán. Sau đó, Lý Vân Tiêu liền ngồi xếp bằng xuống, tay xoay một cái, nhất thời một đống vật liệu xuất hiện ở trong tay. Trong đó có huyết văn hổ cùng linh quả thần bí. Kha kha, dĩ nhiên là tứ tượng ất quả. Nếu không phải ta có tạo hóa nhất khí công, đúng là sẽ không cách nào được lợi từ vật này. Hắn đột nhiên đem linh quả nuốt vào bụng, nếu có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc, mắng to lãng phí. Thiên địa linh quả chính là vật liệu thuật luyện tốt nhất, bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí tinh khiết nhất. Nhưng người bình thường căn bản khó có thể trực tiếp từ trong đó hấp thu nguyên khí, chỉ có thể luyện chế thành đan mới có thể dùng. Trừ khi là yêu thú do thiên địa sinh trưởng. Bản thân đối với loại linh quả này có thể trực tiếp hấp thu. Lý Vân Tiêu nuốt một cái, nhất thời triển khai tạo hóa nhất khí công, từng đạo lực lượng tuyệt cường từ trong dạ dày điên cuồng tuôn ra, bị hấp thu vào trong huyết nhục xương cốt, kinh mạch bách hài, dường như chịu đến thần thủy tinh luyện, thoải mái thích ý không nói ra được. Mà ở trên thân thể, mơ hồ hiện ra khí tức màu trắng giống như sương mù, cả người có cảm giác hoàn toàn mông lung. Thật giống như đang ở trong linh sơn đại xuyên. Linh khí như thật, theo Lý Vân Tiêu hô hấp, phun ra nuốt vào, như có sinh mệnh. Oanh! Một nguồn sức mạnh giống như nước chảy thành sông, vọt thẳng mở bình cảnh tứ tinh võ sư, trong nháy mắt bước vào cảnh giới ngũ tinh. Nhưng sắc mặt Lý Vân Tiêu không có một chút vui mừng nào, phảng phất tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên, tiếp tục ngồi ở đó, hấp thu nguyên khí còn lại của linh quả. Hô, thật no! Không biết qua bao lâu... Lý Vân Tiêu từ trong đả tọa phục hồi tinh thần lại, trên người có từng luồng tanh tưởi chi vị, chính là trong cơ thể bài xích ra độc tố. Thân thể dị thường ung dung vui sướng, từng luồng nguyên khí lưu động. Nếu mỗi ngày đều có thể ăn linh quả thì tốt bao nhiêu? Hắn đầy mặt không biết đủ, chớp mắt nói. Đáng tiếc tứ tượng ất quả này bị lấy xuống liền trôi đi quá nhiều linh khí, bằng không đột phá năm sao là không có vấn đề. Hắn hoạt động lại thân thể. Làm mấy động tác bá thiên thể thức, lúc này mới bắt đầu quan sát thi thể con huyết văn hổ kia. Ngoại trừ cả người hoa văn màu máu cùng hai răng nanh lớn như ngà voi kia, những nơi còn lại cùng mãnh hổ bình thường không khác nhau chút nào. Ai nha, đáng tiếc. Đột nhiên Lý Vân Tiêu quát to một tiếng, vỗ đùi nói. Dĩ nhiên là một con huyết văn hổ sắp tiến hóa thành hổ vương. Nếu nó nuốt tứ tượng ất quả này, tất nhiên sẽ trực tiếp tiến hóa. Chẳng trách chết cũng phải cướp. Lý Vân Tiêu nhanh chóng xử lý thi thể, lấy ra huyết dịch, lóc xương lột ra, rất nhanh thi thể một con huyết văn hổ hoàn chỉnh liền bị hắn xử lý sạch sành sanh. Có hai chiếc răng nanh cùng hổ huyết, kiếm của ta rốt cục có thể thành hình. Hắn từ trong giới chỉ lấy ra kiếm phôi, đột nhiên mi tâm lóe sáng, nhất thời một đạo hư hỏa phượng hoàng hỏa diễm hiện ra, nhiệt độ trong phòng kịch liệt kéo lên. Đi! Thanh kiếm phôi kia ở trên không trung xoay vài vòng, liền bay vào trong ngọn lửa. Thật giống như chịu đến hỏa diễm nung đốt, nhất thời một luồng sóng linh lực cực mạnh truyền ra, như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng tuôn tới. Kha kha, phượng hoàng hỏa diễm này thật là thiên địa thần vật, vẻn vẹn một cái bóng mờ liền có uy năng như thế.
Kiếm phôi cấp 3 ở trong đó không có một chút sức chống cự, trong nháy mắt thần phục. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra một nụ cười đắc ý, đem một bình hổ huyết mới vừa thu thập ném tới. Có hổ huyết này làm dẫn, càng dễ dàng luyện hóa răng nanh. Hổ huyết vừa ra, nhất thời cả không gian phảng phất nổi lên màu máu, mơ hồ có khí tức thô bạo truyền đến. Hư hỏa nguyên bản đứng yên bất động, đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, nhất thời khí tức thô bạo kia hóa thành hư vô, huyết khí ở dưới thần hỏa nung đốt ngưng tụ lại, cuối cùng hình thành một giọt máu tươi dị thường yêu dị, nhỏ xuống ở trên kiếm phôi. Chi! Kiếm phôi kia tựa hồ có linh, truyền đến cảm giác dị thường thống khổ. Hai mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, mạnh mẽ ném tới hai cái răng nanh, bắt đầu cùng kiếm phôi đồng thời luyện hóa. Trên răng nanh tựa hồ còn có tâm ý bất khuất, nhưng ở dưới thần hỏa, tất cả đều là chống lại phí công, trong nháy mắt liền hòa tan, cùng kiếm phôi ngưng tụ với nhau. Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu bắt đầu nghiêm túc lên, dù sao cũng là luyện chế vượt qua cấp 3, hắn cũng dị thường vất vả, từng đạo linh quyết bay vào trên hư hỏa, ấn vào trong kiếm phôi. Linh khí trên kiếm phôi liền tăng cường một phần, sau khi luyện chế mấy canh giờ, linh khí tích lũy rốt cục đạt đến một trình độ khủng bố. Ngưng hình, thần hỏa luyện cho ta. Hắn khẽ quát một tiếng, hư ảnh chi hỏa tựa hồ trở nên thực chất lên, trong nháy mắt sắc mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch như tờ giấy, nguyên khí trong cơ thể bị rút ra hết sạch, sợ đến hắn vội vàng đem hỏa diễm ép trở về trong giới thần bi, nhanh chóng ném một đám lớn đan dược vào trong miệng, vội vàng ngưng hình. Ầm ầm ầm. Ngoài phòng, trên bầu trời mây đen bắt đầu tập kết, mơ hồ có lôi điện lấp lóe, rất nhanh hội tụ ở trên phủ thành chủ. Ngoá, lẽ nào mỗi lần luyện chế đều sẽ đưa tới lôi kiếp? Phượng Hoàng thần hỏa này cũng quá nghịch thiên đi. Lý Vân Tiêu sợ hết hồn, lần trước luyện chế bổ đề đan cho rằng là bất ngờ, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Oanh! Ngay thời điểm hắn khiếp sợ, một đạo lôi đình nhỏ bé từ trên bầu trời hạ xuống, mạnh mẽ xuyên thủng nóc nhà, rơi vào trên kiếm phôi. Một đạo lôi đình bé nhỏ qua đi, nhất thời tan thành mây khói, để Lý Vân Tiêu dở khóc dở cười, vậy cũng là lôi kiếp sao? Thế nhưng trải qua một đòn sấm sét nhỏ bé này, khí tức trên người kiếm phôi rõ ràng mạnh hơn không ít. Cong! Một thanh bảo kiếm không ngừng reo vang bên tai, ở trong không trung xoay chuyển vài vòng dĩ nhiên không rơi xuống, mà là trực tiếp phi thân cắm ở trên vách tường. Mặt trên hiện ra từng cái huyết văn, trong mơ hồ phảng phất có mãnh hổ lao ra. Hô! Toàn thân Lý Vân Tiêu không còn chút sức lực nào ngồi dưới đất, nhìn thân kiếm trên tường, khẽ cười nói. Đã có ý cảnh mãnh hổ, vậy thì gọi ngươi là hổ nha kiếm đi. Buổi đấu giá được tiến hành ở quảng trường to lớn nhất Viêm Vũ Thành, mặc dù là lâm thời dựng lên, nhưng lựa chọn vật liệu đều là vạn bảo lâu từ hỏa ô đế quốc vận chuyển đến. Hơn nữa quy cách so với kiến trúc chính quy còn muốn nghiêm khắc hơn nhiều lắm. Từ trước khi Vạn Bảo Thương Hội bắt đầu liền bắt tay tiến hành kiến tạo, vẻn vẹn 7 ngày liền sừng sững nổi lên một sàn đấu giá rộng rãi, bên trong kết cấu thành hình quạt, đủ để dung nạp hơn vạn người. Ở trên lầu 2 trực tiếp cách ly ra từng phòng quý khách, cho người có thân phận địa vị sử dụng. Đêm trước đấu giá, hết thảy thế gia quyền quý trong phạm vi hỏa ô đế quốc đều sẽ thu được danh sách vật phẩm bán đấu giá. Ít nhiều gì đều sẽ phái loại hình quản gia đến đây đấu giá đồ vật mình muốn. Lý do tuy rằng phòng đấu giá lớn, nhưng chờ hết thảy vào chỗ, vẫn là hết sức chen chúc. Ở nơi chuôi quạt của sàn bán đấu giá, là sân khấu để Vạn Bảo Lâu đấu giá, cùng với nơi hậu trường công tác làm việc. Ở đó còn có một gian phòng nhỏ cách ly, bên trong đang phát sinh tranh luận kịch liệt. Ân Chiêu Dương, ta mặc kệ ngươi có lý do gì, chuyện như vậy ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Một gã hộ pháp trưởng lão khác của Vạn Bảo Lâu là Cam Đức Minh bộ mặt tức giận, lạnh lùng nói. Quy củ của Vạn Bảo Lâu là thiết, ai cũng không thể phá hoại. Ân Chiêu Dương xem thường hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực nói. Lẽ nào ta thân là hỏa ô đế quốc phân bộ hộ pháp trưởng lão, ngay cả tư cách đấu giá đồ vật cũng không có. Cam Đức Minh lạnh lùng nói. Tư cách đương nhiên là có, nhưng nhất định phải ở trước khi tư liệu vật đấu giá bị đưa ra ngoài. Hiện tại toàn bộ tư liệu vật đấu giá đã phát về các đại thế gia, lại lâm thời tăng đồ vật, ngươi để cho người khác làm sao xem chúng ta. Ân Chiêu Dương không cam lòng yếu thế, cười lạnh nói. Sự tình tăng cường vật đấu giá cũng không phải lần đầu tiên a. Ta nhớ có một lần Cam trưởng lão ở lúc cuối cùng cầm đồ vật cấp 5 thuật luyện đến, cũng trực tiếp cắm vào a. Cam Đức Minh biến sắc, cả giận nói. Đồ vật cấp 5,
tự nhiên có tư cách tham gia. Không sai. Vạn Bảo Lâu Hỏa Ô Đế Quốc, Phân Lâu Lâu chủ Tư Tử Trác vẫn ở bên cạnh không nói lời nào mở miệng nói. Nếu ân trưởng lão xen vào vật phẩm có thể đạt đến cấp 5, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng buồn cười chính là, chính ân trưởng lão ngươi cũng không biết là vật gì, liền lỗ mãng chen vào như vậy, nếu như chỉ là một đồ vật cấp 2, này há không phải làm trò hề cho thiên hạ, danh dự của Vạn Bảo Lâu ta đặt ở nơi nào. Trong mắt ân Chiêu Dương cũng lướt qua một tia nghi ngờ, nhưng quả quyết nói. Ta tin tưởng đồ vật nhất định sẽ không kém, nếu như có sai lầm, hậu quả một mình ta gánh chịu. Trên mặt Tư Tử Trác sững sờ, nhìn dáng dấp ân Chiêu Dương kiên quyết, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, trầm mặc như có suy nghĩ. Ha ha, một mình ngươi gánh chịu, ngươi gánh nổi sao? Cam Đức Minh cười lạnh nói. Nếu ngươi lại khư khư cố chấp, chuyện này, còn có sự kiện người chết phát sinh ở Vạn Bảo Thương Hội ngày hôm trước, ta sẽ đầu đuôi đăng báo cho Tạ Vũ Hàng đại nhân, đến thời điểm xem ngươi làm sao đi gánh chịu. Ân Chiêu Dương biến sắc, trong lòng hơi chìm xuống. Tuy rằng hắn cùng Cam Đức Minh nhìn nhau ngứa mắt, hai người đấu nhiều năm như vậy, nhưng cũng chỉ là ở chuyện bình thường ngươi tranh ta đấu, chắc chắn sẽ không đem sự tình nháo đến thượng cấp. Bởi vì hai người đều biết, mọi việc đều nên lưu lại một đường, ai cũng không gánh vác được lửa giận của cấp trên. Nhưng lần này Cam Đức Minh là công nhiên uy hiếp. Hừ, tùy ngươi. Ân Chiêu Dương lạnh lùng nói. Nếu Tạ Vũ Hàng đại nhân hỏi đến, ta tự nhiên sẽ cho một cái giải thích. Còn ngươi, không có tư cách biết. Hắn nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi, nguyên bản tâm tình có chút thấp thỏm, vừa nghĩ tới câu, thấy người này như thấy ta, của Vũ Văn Bác liền hoàn toàn yên tâm. Cam Đức Minh biến sắc, giận dữ hét. Ân Chiêu Dương, đây chính là ngươi nói. Ân Chiêu Dương căn bản không phản ứng hắn, mà là trực tiếp đi ra sàn đấu giá. Lưu lại Cam Đức Minh một mặt nổi giận, sắc mặt tái xanh nói. Lâu chủ, ngươi cũng nhìn thấy. Ân Chiêu Dương này thật quá đáng, liên tiếp coi quy củ của Vạn Bảo Lâu như không có gì, lần này ta là không cách nào khoan dung, nhất định phải thượng báo Tạ Vũ Hàng đại nhân. Tư Tử Trác đầy vẻ ngờ vực, nhìn bóng người của Ân Chiêu Dương biến mất, trong mắt có chút không thể phỏng đoán. Đột nhiên hắn mở miệng hỏi. Cam trưởng lão, ngươi cảm thấy Ân Chiêu Dương này làm người ra sao? Cam Đức Minh sững sờ, lập tức cười lạnh nói. Hừ, lòng dạ nhỏ mọn, chỉ vì tư lợi. Ngoại trừ tu vi còn có thể ra, nhân phẩm không đáng nói. Trên mặt Tư Tử Trác lộ ra một nụ cười khổ, hai người này cả ngày đấu đến đấu đi, hắn làm lâu chủ cũng rất đau đầu, tuy Cam Đức Minh nói có chút bất công, nhưng cũng không kém nhiều, hắn đầy bụng nghi ngờ nói. Này chính là chỗ mà ta nghi hoặc, người nói một người như vậy, thà rằng chịu nguy hiểm bị Tạ Vũ Hàng đại nhân trách phạt, cũng quyết làm việc này, người nói đây là tại sao? À, đúng vậy. Tại sao vậy chứ? Cam Đức Minh cũng sững sờ, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tư Tử Trác xoa xoa thái dương huyệt, đôi môi khẽ nhả nói. Hơn nữa ngày hôm trước sự kiện người chết kia, người cũng biết chết là người phương nào. Người thừa kế duy nhất của Huỳnh Dương gia Huỳnh Dương Kiệt, Trình gia đích hệ tử Tôn Trình Phi Xế. Còn có hai tên Vũ Vương cường giả, năm tên Vũ Quân, Lâu La dưới Vũ Quân hơn 30 người. À! Cam Đức Minh đột nhiên nhảy lên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thất thanh kêu lên. Tại sao lại như vậy? Người phương nào gây ra? Lão thất phu Ân Chiêu Dương kia lại như không có chuyện gì, biết điều xử lý, ta còn tưởng rằng là nhân vật A Miêu A Cẩu gì, như thế há không phải dựng nên đại địch cho Vạn Bảo Lâu chúng ta? Trong tròng mắt Tư Tử Trác một mảnh mê hoặc, khẽ lắc đầu nói. Dựng lên đại địch thì không đến, dù sao không phải Vạn Bảo Lâu chúng ta giết người. Nhiều lắm để bọn họ trách quản lý bất lực, bồi chút nguyên thạch là được. Ta nghi ngờ nhất chính là, Ân Chiêu Dương là người không có lợi không làm việc, làm sao sẽ vì một tên Viêm Vũ Thành thành chủ mà cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy? Viêm Vũ Thành thành chủ. Cam Đức Minh cau mày nói. Ngươi ý là nói, những người kia là Viêm Vũ Thành thành chủ giết. Tại sao hắn muốn giết Huỳnh Dương Kiệt cùng Trình Phi Xế? Này không phải là tự mình muốn chết sao? Trong đầu lão thất phụ Ân Chiêu Dương kia đến cùng là nghĩ như thế nào a? Sắc mặt Tư Tử Trác dần dần chìm xuống, ngưng tiếng nói. Vì lẽ đó trong này nhất định có tình báo mà chúng ta không biết, mà tình báo kia khẳng định là bị Ân Chiêu Dương nắm giữ. Cái tình báo này để hắn dám mạo hiểm đắc tội Huỳnh Dương gia cùng Trình gia, cũng phải giữ gìn Viêm Vũ Thành thành chủ.
cái tình báo này để hắn dám mạo hiểm bị Tạ Vũ Hàng đại nhân giáng tội, cũng phải đem một vật ngay cả hắn cũng không biết là vật gì tới tham gia đấu giá. Lấy tính cách của Ân Chiêu Dương, nếu không chắc chắn 10 phần, kiên quyết sẽ không làm như vậy. Này, ý tứ của lâu chủ là, lúc này mạnh mẽ chen vật phẩm vào tham gia bán đấu giá, là của Viêm Vũ Thành thành chủ. Cam Đức Minh không thể tin nói. Một thành chủ tiểu quốc, cái nào có khả năng như thế, coi như là quốc vương của bọn họ, cũng không thể để Ân Chiêu Dương giữ gìn như vậy a. Đến cùng hắn nắm giữ tin tức gì, mà chúng ta không biết. Tư Tử Trác nhẹ giọng nói. Ta đã cho người điều tra, mấy ngày nay Ân Chiêu Dương chỉ tiếp xúc qua thành chủ thần bí kia, vì lẽ đó lần này mạnh mẽ xen vào bán đấu giá, nhất định cũng là người thành chủ kia gây nên. Là tin tức gì ta cũng không rõ ràng, nhưng nhất định cùng người thành chủ này có quan hệ. Hắn đứng dậy, ở trong phòng đi qua đi lại, cuối cùng nói. Nguyên bản hắn sai người qua loa đưa thi thể của Huỳnh Dương Kiệt cùng Trình Phi Xế trở về, ta vốn là giận dữ, đã lệnh người giữ lại. Bây giờ nhìn lại, hắn hẳn là không có sợ hãi, đã như vậy, vậy ta cũng không cần bận tâm không đâu, cho người trả thi thể về Hỏa Ô Đế Quốc đi. Lần đấu giá này cũng tùy theo hắn là được, ta cũng muốn nhìn một chút, Viêm Vũ Thành thành chủ kia rốt cuộc muốn bán đấu giá vật gì. Cam Đức Minh nhíu mày, có chút không cam lòng nói. Nhưng nếu chỉ là một ít thứ đơn giản, khiến người chê cười thì thế nào cho phải? Tư Tử Trác nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Không phải Ân Chiêu Dương nói hắn một người phụ trách toàn bộ sao? Nếu hắn chắc chắn, tự nhiên không có chuyện gì. Huống hồ. Ánh mắt của hắn hơi ngưng tụ lại, tựa hồ xuyên qua tầng tầng vách tường, nhìn về phía phủ thành chủ xa xa, lạnh lùng nói. Ta còn ước gì xảy ra chuyện, nhìn hắn dám kiêu ngạo như thế, đến cùng là tình báo gì để hắn có niềm tin như vậy? Rất nhanh, Vạn Bảo Thương Hội trải qua mấy ngày tổ chức, đã toàn bộ kết thúc, còn lại là quy trình cuối cùng. Cũng là hết thảy thế lực lớn quan tâm nhất, đấu giá đại hội đúng hạn cử hành. Đại thế gia chân chính đều có gốc gác cực sâu, một ít giao dịch hội bình thường là xem thường tới tham gia. Nhưng đối với buổi đấu giá tất cả đều là tinh phẩm của Vạn Bảo Lâu, lại đổ xô tới. Không chỉ có thể tranh đoạt một ít chân phẩm khó gặp, hơn nữa có thể tham gia, bản thân liền là một loại tượng trưng địa vị, ngay cả hoàng thân quốc thích của Hỏa Ô Đế Quốc cũng sẽ phái người đến. Ánh mắt của Tư Tử Trác hơi nhìn về phía lầu 2, một gian phòng khách quý tựa ở bên cạnh Hỏa Ô Hoàng Thất, nội tâm tràn đầy chấn động. Hắn vừa nhìn thấy Ân Chiêu Dương dẫn một đám người đi vào, cầm đầu là một thiếu niên 15 tuổi, đúng là Viêm Vũ Thành thành chủ mà mình điều tra nhiều ngày. Để hắn khiếp sợ chính là, ở trong lòng Ân Chiêu Dương, địa vị thành chủ kia dĩ nhiên có thể cùng Hỏa Ô Hoàng Thất tương đương. Sự phát hiện này càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng hắn. Ân Chiêu Dương nhất định nắm giữ tình báo mà bọn họ không biết, mà then chốt của tình báo này ngay ở trên người thành chủ Lý Vân Tiêu. Tư Tử Trác liếc mắt nhìn trong phòng chen chúc, đã không còn chỗ ngồi, lúc này mới khẽ cười nói. Mỗi năm một lần Vạn Bảo Lâu đại hội đấu giá lại cùng chư vị gặp mặt, Tư Tử Trác cảm tạ chư vị luôn chăm sóc Vạn Bảo Lâu, khiến việc buôn bán của chúng ta phát triển không ngừng. Phía dưới cho mời Vạn Bảo Lâu thủ tịch đấu giá Sư Mai Tiên Sinh. Tuy rằng tiếng nói của hắn không lớn, nhưng cũng nhẹ nhàng vang lên ở bên tai mỗi người, thật giống như là quay về ngươi nhẹ giọng trò chuyện. Ngoại trừ bản thân Tư Tử Trác là đại vũ sư gia, thì cùng kiến trúc kết cấu của toàn bộ sàn đấu giá có tương quan. Tuy rằng Tư Tử Trác chỉ là đại vũ sư, nhưng cũng là thuật luyện sư cấp 5, tại Hỏa Ô Đế Quốc được hưởng danh dự cực cao. Tiếng nói của hắn rơi xuống, nhất thời toàn trường vang lên tiếng vỗ tay. Một lão giả đi tới chỗ bán đấu giá. Nhất thời toàn trường đều yên tĩnh lại. Mai lão tiên sinh, người của Mai gia. Lý Vân Tiêu nhìn lão giả kia, kinh ngạc lên, nhẹ giọng cười nói. Vạn Bảo Lâu quả nhiên là dầu nứt đố đổ vách, một Hỏa Ô Đế Quốc phân bộ đấu giá, cũng có thể mời người của Mai gia tới. Ha ha, đấu giá kỳ trước đều là vị Mai lão tiên sinh này chủ trì. Ân Chiêu Dương cười nói. Vân Thiếu, vật đấu giá đã sắp xếp ở giữa sân. Chỉ là không biết Vân Thiếu bán là vật gì. Hắn cẩn thận thăm hỏi, nội tâm vẫn còn có chút thấp thỏm không ngớt, chỉ lo là vật nhỏ gây chuyện cười. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười nói. Làm phiền Ân trưởng lão, đến thời điểm tự nhiên biết rõ. Có Mai lão tiên sinh, ta không cần lo lắng không ai biết hàng. Cùng Lý Vân Tiêu đồng thời đến có Tiêu Khinh Vương, Trần Đại Sinh, Lạc Vân Thường cùng tỷ đệ Mộng Vũ, mấy người bọn hắn đều là một mặt mờ mịt.
Mộng Bạch trực tiếp hỏi. Sư phụ, Mai lão tiên sinh này rất nổi tiếng sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Mai lão tiên sinh này ta không quen biết, thế nhưng người từ Mai gia đi ra đều gọi Mai lão tiên sinh. Ta chỉ biết gia chủ của bọn họ gọi là Mai Giật Tiên. Người Mai gia có một loại đặc tính kỳ quái, đối với các loại bảo vật có trực giác nhạy cảm trời sinh, vì lẽ đó trên đại lục, phàm là đấu giá hội có chút tiếng tăm, nhất định là người Mai gia chủ sự. Bởi vì bọn họ dám định bảo vật, đưa ra giá cả nhất định là công đạo nhất. Tiêu Khinh Vương kinh ngạc nói. Dĩ nhiên có chuyện như vậy, chẳng lẽ trong gia tộc của bọn họ đời đời tương truyền giám bảo thuật sao? Lý Vân Tiêu nói. Trước đây ta cũng nghĩ tới vấn đề này, nguyên nhân hẳn là huyết thống truyền thừa. Trong huyết mạch truyền thừa của người Mai gia, khẳng định có năng lực phân biệt bảo bối, cộng thêm một ít kỹ xảo giám bảo, vì vậy mới có thể tạo được hiệu quả như thế. Ân Chiêu Dương khiếp sợ có chút nói không ra lời, Mai gia từ trước đến giờ thần bí, hầu như rất ít người biết tên thật của Mai gia gia chủ, ngay cả hắn cũng không biết. Không nghĩ tới Lý Vân Tiêu lại trực tiếp nói ra, nhìn dáng vẻ của hắn giống như đối với Mai gia rất có nghiên cứu, trời ạ, hắn mới 15 tuổi a, làm sao có khả năng. Mộng Bạch nghe mà hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nói. Trên đời lại có bản lĩnh như thế, ta cũng muốn đi học. Đến thời điểm mỗi ngày vào rừng sâu núi thẳm tìm bảo, chẳng phải là phát đại tài. Ít mất mặt cho ta. Lý Vân Tiêu một cước đá văng hắn ra. Ân Chiêu Dương cười gượng mấy cái, cẩn thận hỏi. Vân Thiếu, trong những vật đấu giá này, không biết ngươi cần mấy cái. Lý Vân Tiêu vẫn như cũ mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Đến thời điểm ân trưởng lão liền biết rồi. Ân Chiêu Dương tự bị mất mặt. Không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng đứng ở một bên không lên tiếng. Mấy người Tiêu Khinh Vương đều quái lạ liếc mắt nhìn, ngầm cười khổ không ngớt, có can đảm sĩ diện trước mặt một tên vũ tông cường giả như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có Lý Vân Tiêu, bọn họ đã có chút không còn kinh ngạc. Rất nhanh bán đấu giá ở dưới sự chủ trì của Mai lão tiên sinh bắt đầu, món đồ đấu giá thứ nhất chính là một viên tử linh đan cấp 4, có thể cố bản hộ thần. Ở lúc tu luyện cùng vượt cửa ải tăng lên hiệu suất rất lớn, chính là một trong vài loại quý giá nhất trong đan dược cấp 4. Loại đan dược này cũng chỉ có những võ giả độc lai độc vãng kia cần, đối với đại thế gia mà nói, đều sẽ có chữ hàng lượng lớn, vì lẽ đó ban đầu đều là một ít tán tu liều mạng gọi giá, chỉ ít ở trong 12 phòng khách quý là không một người lên tiếng. Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi. Ân trưởng lão, Trình gia cùng Huỳnh Dương gia có đại biểu tham gia bán đấu giá hay không? Ân Chiêu Dương cười khổ một tiếng nói. Nơi nào còn có, Huỳnh Dương gia còn tốt, vốn là không có phòng khách quý. Mà người Trình gia chết sạch, vừa vặn dư ra một gian, liền cho Vân Thiếu ngươi. Vẻ mặt Tiêu Khinh Vương nghiêm nghị, trầm giọng nói. Người trong 12 phòng khách quý tuyệt đối đều không đơn giản, tuy rằng che chắn vô cùng nghiêm minh, nhưng ta vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được từng luồng khí tức mạnh mẽ từ trong tràn ra, xác thực không phải thế gia bình thường có thể so sánh. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, tình huống trong 12 gian phòng khách quý đã sớm ở dưới thần thức của hắn tra xét rõ rõ ràng ràng. Hắn mở miệng hỏi. Không biết cái nào là người của Chu gia? Mấy người Tiêu Khinh Vương đều chấn động trong lòng, lập tức nghĩ đến Chu Ngọc Sơn. Ân Chiêu Dương cau mày nói. Phòng thứ 3 bên trái. Lý Vân Tiêu nghe xong khẽ gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Tất cả mọi người có chút không tìm được manh mối. Không biết hắn ý muốn như thế nào. 2.000 trung phẩm nguyên thạch. 2.000 năm. 3.000 trung phẩm nguyên thạch. Viên tử linh đan thứ nhất rốt cục xuống giá 3.000 trung phẩm nguyên thạch, đã không còn người ra giá. Một tên võ giả tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lộ ra một trận thịt đau. 3.000 trung phẩm nguyên thạch hầu như là một nửa gia sản của hắn, nhưng nghĩ tới mình kẹt ở cửu tinh đại vũ sư đỉnh cao đã 2 năm. Nếu như có thể dựa vào tử linh đan này đột phá, coi như là 30.000 trung phẩm nguyên thạch cũng đáng giá. Chúc mừng vị bằng hữu số 133 đấu giá thành công, cho buổi đấu giá ngày hôm nay một điểm tốt. Phía dưới là món đồ thứ hai, Trảm Linh Đao cấp 3, xuất từ tay La Thiên Đại Sư. Mai lão tiên sinh mở miệng nói. Cái gì, La Thiên Đại Sư luyện chế Trảm Linh Đao cấp 3? Ban đầu mọi người vừa nghe đến cấp 3, nhất thời không còn hứng thú. Nhưng nghe là La Thiên luyện chế, lại từng cái tinh thần phấn khởi, lộ ra vẻ tò mò. Đặc biệt một ít thuật luyện sư, càng là bắt đầu ngẩng đầu lên. Đồ vật cấp 3 bọn họ mua cũng vô dụng,
nhưng lại có thể nghiên cứu thủ pháp luyện chế của La Thiên Đại Sư. Phải biết thuật luyện chi đạo, mỗi một bước đều là liên tục khó khăn, những thuật luyện sư kia vì có thể có tiến bộ nhỏ bé, dù cho ra nhiều tiền hơn nữa cũng đồng ý. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao mấy người Trương Thanh Phàm sẽ đối với Lý Vân Tiêu cảm ơn đái đức như vậy. Ồ, đồ vật của La Thiên. Trong mắt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ khác lạ, cười nói. Mặc dù là La Thiên luyện chế, cũng là tác phẩm của hắn lúc tuổi còn trẻ, không nhìn cũng được. Những thuật luyện sư kia lại mất tiền oan rồi. Mộng Bạch lại bu đầu đến, cẩn thận hỏi. La Thiên là nhóm thần tiên nào? Đồ vật cấp 3 tính là gì? Sư phụ ta cũng có thể luyện. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lý Vân Tiêu, nhìn hắn muốn xoay người lại, vội vàng che đầu nhảy ra, dáng vẻ cảnh giác. Lạc Vân Thường nhìn mà buồn cười, khẽ cười nói. La Thiên Đại Sư chính là một tên trưởng lão của Công hội Tổng bộ Thuật luyện sư, thân là đế cấp thuật luyện sư, danh vang thiên hạ. Nàng nói xong, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Thầm nghĩ vị đại nhân kia không phải cũng là đế cấp sao? Đế cấp thuật luyện sư. Tiêu Khinh Vương cùng Trần Đại Sinh đều sợ hết hồn, cấp 9 đế cấp ở trong mắt bọn họ đã là tồn tại như thần, hoàn toàn chỉ có phần ngưỡng mộ. Lúc này giá cả thanh trảm linh đao kia đã tiêu thăng đến 5.000 trung phẩm linh thạch, thuật luyện sư không hổ là nghề nghiệp có tiền nhất, một nhóm người đấu giá đến không còn biết trời đâu đất đâu, không chê quý chút nào. Cuối cùng tiêu thăng đến 8.000 trung phẩm linh thạch mới coi như thành giao. Lý Vân Tiêu xem mà líu lưỡi, không nhịn được nói. Loại đồ vật cấp 3 này, lấy thực lực của La Thiên hiện tại, một ngày có thể luyện chế hơn trăm. Chẳng phải là một ngày có thể kiếm lời trên 800.000 trung phẩm linh thạch sao? Chính hắn cũng bị cái giá này sợ hết hồn, hai mắt tỏa sáng, cười gằn nói. Lần sau bắt hắn luyện mấy ngày, phát tài a. Mấy người phía sau đều sợ hết hồn, Ân Chiêu Dương đầu đầy mồ hôi lạnh nói. Vân Thiếu, câu nói như thế đừng coi là chuyện cười. Nếu truyền ra ngoài, kia là họa sát thân. Lý Vân Tiêu mỉm cười không nói, tiếp tục nhìn bán đấu giá phía dưới. Sau đó đều là một ít đồ vật cấp 3, cấp 4, tình cờ cũng có cấp 5 xuất hiện, đều tiêu thăng đến giá trên trời. Quy củ đấu giá của Vạn Bảo Lâu là phòng đấu giá đạt được 20% phí dụng, tính toán như thế xuống, Vạn Bảo Lâu này có thể nói là thiên hạ đệ nhất phú, tuyệt đối không phải nói chơi a. Rất nhanh, một đồ vật xuất hiện lập tức khiến Lý Vân Tiêu chú ý, con người của hắn dần dần lớn lên. Mai Tiên Sinh nhẹ nhàng xoa xoa một tử đỉnh nho nhỏ. Trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, khẽ cười nói. Cấp 5 tử đỉnh này tên là Ngũ Hành Đỉnh, chính là năm đó đế cấp thuật luyện sư Cổ Phi Dương đại nhân luyện chế. Nó không chỉ là đỉnh lô cấp 5 phổ thông, bên trong càng là ẩn chứa ngũ hành ý cảnh hoàn chỉnh của võ đạo, mặc dù là thuật luyện sư cấp 4 sử dụng đỉnh này, cũng có thể điều động lực lượng thiên địa ngũ hành, tuy không cách nào bước vào cấp 5, nhưng luyện chế ra sản phẩm siêu cấp 4 cũng cực kỳ có khả năng. Dĩ nhiên là Cổ Phi Dương đại nhân lưu lại. Cái gì, ngũ hành ý cảnh hoàn chỉnh, này há không phải là ngũ hành đạo quả sao? Trời à, nếu để cho ta tìm hiểu, có thể trực tiếp bước vào Vũ Vương đỉnh cao a. Không phải, này không phải một tia võ đạo ý cảnh, mà là vũ ý thực chất a. Phí lời, này không phải là một đỉnh lô thuật luyện đơn giản, bản thân còn là một huyền binh cấp 5, nắm giữ uy năng lớn lao. Tử đỉnh huyền binh cấp 5. Ẩn chứa ngũ hành đạo quả, trời ạ, trên đời tại sao có thể có loại đồ vật nghịch thiên này? Hừ, ngươi biết cái gì? Lẽ nào đã quên Cổ Phi Dương là phá quân vũ đế sao? Đừng nói ngũ hành đạo quả, coi như là bên trong ẩn chứa một tia cửu thiên ý cảnh, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mai Lão Tiên Sinh nghe mọi người nghị luận, trên mặt hiện ra một nụ cười, mở miệng nói. Không sai. Ngũ hành đỉnh này chính là một trong những món đồ quý giá nhất của lần đấu giá này, giá trị không thể đánh giá, không có giá quy định, chư vị tùy ý báo giá đi. Mai Lão Tiên Sinh vừa dứt lời, nhất thời toàn trường yên tĩnh lại, không có một thanh âm nào. Nhưng tất cả mọi người đều biết, một hồi bão táp cướp giật sắp xảy ra, bầu trời toàn bộ phòng đấu giá tràn ngập mùi vị hỏa dược. Dĩ nhiên là đồ vật của vị đại nhân kia. Trong mắt Lạc Vân Thường cũng lộ ra một tia khiếp sợ. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu một chút, muốn từ nét mặt của hắn nhìn ra một ít biến hóa, nhưng thất vọng rồi. Hai mắt của Lý Vân Tiêu như nước, khuôn mặt bình tĩnh phảng phất như không hề lay động. Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở miệng cười nói. Ân trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đấu giá ngũ hành đỉnh này?
ta cảm nhận được nội tâm của ngươi hết sức không bình tĩnh, lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi. Trong mắt Ân Chiêu Dương lóe ra một tia khiếp sợ, thở dài nói. Tuy rằng ta đã đạt đến ngũ hành viên mãn, bước vào vũ tông cảnh giới. Nhưng này dù sao cũng là một huyền binh cấp 5A, hơn nữa là loại cao cấp nhất. Tuy rằng Vạn Bảo Lâu giàu có, nhưng huyền binh cấp 5 cũng không phải tùy ý có thể nhìn thấy. Hóa ra là như vậy. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Nội tâm Ân Chiêu Dương cảm thấy rất không thích hợp. Lý Vân Tiêu này bất luận nhìn ra sao cũng chỉ có 15 tuổi, nhưng vì sao ở trước mặt hắn, lại giống như là đối mặt một vị tông sư, nhất cử nhất động của mình, một lời một ánh mắt đều phảng phất bị đối phương nhìn thấu, cái cảm giác này để hắn cực kỳ không thoải mái. Chẳng lẽ Vân Thiếu đối với tiểu đỉnh này cũng có hứng thú? Trong lòng Ân Chiêu Dương hơi động, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Không sai, ngũ hành đỉnh này là đồ vật tình thế bắt buộc. Hắn vừa nói, tất cả mọi người trong phòng nhất thời căng thẳng, ánh mắt hướng chỗ bán đấu giá nhìn lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.